Chào các tình yêu nhá. Vâng, chào tất cả anh chị em nhá. Rồi, hôm nay là nay lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em. Tiếp tục đồng hành anh em đây, một chiếc CPR. CPR 2022 vừa mua giá và lợn chết nhá, anh em mua có 42 triệu thôi. 2022 mới đi có 6.000 cây mua 42 triệu anh em nhá. Dành cho anh em nào mới tinh xe này, thời điểm 2022 là anh em mua vào 88 triệu anh em nhá. 2022 mua 88 triệu, bây giờ mình mua vào có 42 triệu này. Honda nhập khẩu Thái Lan 150 CBR biển Hà Nội. Đấy, dung dã man anh em nhỉ. Chiếc đấy. SH nha anh em nhỉ. SH nhập khẩu đời 2009-10 ạ. Chiếc Ablet kiểu mình không? Rồi. Và những chiếc 82 50cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng mọi người nhá. Anh em chờ đón chút em sẽ giới thiệu. Anh em vào sau nhớ comment hoặc inbox cho mình nhá, để cho bên bộ phận marketing mình sẽ liên hệ trực tiếp cho anh em, để ai thích một chiếc xe nào cứ liên hệ và bắn số tài khoản mình gửi về tận nơi cho anh em pha ấm nước chè là có xe nha. Rồi, những chiếc Dream Việt Nam nha anh em, đời 2012. Đấy, những chiếc xe SH bản LED 2 tầng đời 2017. Đấy, bản LED 20 đời 2017 anh em nhé, 150. Đấy, những chiếc A-Blade bản đầu to, bản đen vàng này, đồng đen vàng 2012 ạ. Đây, những chiếc Way Black đời OA Alpha 110 đời 2023. Chiếc Click anh em nhá, chiếc Liberty. Đấy, anh em chờ dắt, đón. Em dắt con này ra để anh giới thiệu con CBR này cho nó hoành tráng ấy. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đã con xe này đi ạ. có 6.000 km anh em nhá, mới cứng, ABS mới là 88 triệu, chưa đăng ký. Đăng ký vào hơn 90 triệu anh em nhá. Mình mua có 42 triệu thôi anh em ạ, cộng cho anh em 4 triệu. Thật sự ra anh em nào đam mê, em có thể quay đây một con xe chạy 6.000 cây ABS. Đẹp không? Xe này mùa bắt đầu mùa tháng 3 hoặc là mùa tam giác mạch của Hà Giang đây, dành cho các dân chơi. Đấy. Tầm này anh em đi phượt là đẹp rồi nha. Đấy, có bạn gái nào anh em bạn gái là cho vào bung ga lâu nào mà trực tiếp là đi chơi đi mà tình yêu vẫy gọi là chấm hết luôn đấy. Đấy, mùa tháng 3 là rộn rã nữa. Hoa mận hoa mơ anh em ạ. Lốp láp còn zin đét còn dâu nhá, mới đi 6.000 cây mua có 42 triệu anh em ạ. Vâng, cộng 4 triệu, 46 triệu đồng. Đó là xe nhập khẩu Thái Lan. Nếu mà dòng Honda này CBR là quá quý, thật sự ra giá thế này thật sự ra mình lâu lâu mới được mua xe này. Cũng thế nào mà cũng bị gãy một tí tay phanh nhá, cái này thay mất 150.000. Xe không có gì để chê luôn, xe chính chủ nhá, trực tiếp mình mua chính chủ. Rồi là một dân chơi cũng cảnh nứt vỡ thì cũng sự ra cũng đặt anh em ạ. Nói chung là đặt thì chia sẻ anh em, là anh em cậu em cậu đặt 40 triệu. Đặt 35 triệu không người ta anh em nó không nghe. 3 tháng mà không đóng lãi, chính thức là điện thoại mãi rồi mà. Anh bán cho em bây giờ em hết cửa rồi anh ạ. Bây giờ là xe để em thích nhá, xe bạn mua mới em mua vào 88 triệu, mua 88 triệu mới. Chưa đóng đồng lãi nào nhá, mình mua là đấy, mình mua là 42 triệu cộng anh em 4 triệu. Đấy anh em ạ, một trong những xe này cũng ngoài ra cắm mới bán nhá, cái xe này bình thường chủ xe đòi đắt lắm. Đây lốp này, lốp zin theo xe này. Xe này bao giờ đời, nó xe này nó xe chậm. Nó chậm đăng ký hơn tí nhá, xe này bao giờ đời nó xe 2021. Bởi vì bao giờ cái giống này nó hơi khó bán. Mình quay rất là chi tiết cho anh em. Đây tuần thứ 33 năm 2021 này. Dòng xe này thường thường đã các đại lý sẽ để 1-2 năm mới bán được nhá. Đây lốp râu ria xồm xoàm. Đây. Mới cứng. Vừa mua xong nhá, mua cây đây 5 phút. Đây. Đăng ký 2022 mà xe 2021 nha anh em nhá. Dòng này thì hầu như mẹt BMW hoặc Lexus hầu như cũng sẽ năm sản xuất 2024, nhưng mà đăng ký sẽ được xe chỉ 2023 thôi. À đăng ký 2024 thì xe xác định 2023 thôi. Đòi 2024 không có đâu. Đấy. Một vòng bên này tí. Xe đã độ bô anh em nhé, độ bô rồi. Đấy. 6.500 cây. Lốp này, quay lốp cho anh em xem. Mấy anh em cầm là 40 triệu anh em nhé, bảo cầm 35 triệu chủ xe đó là thôi. Em mua 88 triệu, anh cầm em 35 triệu anh đây. Tuần thứ 33 năm 2021. Chủ xe thôi anh cố em cầm cho em 40. Để 3 tháng mà anh để chú 10 ngày chú đóng lãi. Dùng thứ khất mãi rồi thôi anh bán cho em.
em giờ chả còn gì nữa, anh bán giúp em xe chính chủ nhé, trực tiếp mình mua chính chủ, anh bán giúp em. Đấy, đấy okay, ra anh em cộng em thanh lý cho mình 42 triệu, mình cộng anh em 4 triệu đấy, chia sẻ anh em nói rõ thế. Đấy, anh em nào mà vào ý thì mua. Vâng. Xe mới đi 6.500 cây nhé, không được phép chê không luôn, có một cái tay phanh một tí này thôi, thay 150. Chìa khóa một chiếc nha, chìa khóa một chiếc. Chủ xe giờ điện thoại không nghe máy nha, hiện tại điện thoại chủ xe giờ mất hình rồi, chính thức mất hình rồi. Không mất hình rồi. Hiện không liên lạc được rồi. Đúng rồi. Vâng, 46 triệu đồng anh em nhá. Không ai mua phạt lỗ còn chia lối lấy nửa thế nào cũng ra. Biển số rất đẹp nhá, biển của nó biển Cầu Giấy đấy. 29P194176 anh em ạ. Rồi, tiếp theo con này đi. Vâng, một chiếc SH nhập khẩu anh em nhá. Nhập khẩu. 338 anh em đang xem. Vâng, bên này hơn 100 anh em. Màu trắng anh em nhá, SH nhập Trần khẩu. Trần Đoàn có xem tàu nứt vỡ kiếm con chạy chỗ ôm. Chắc là có đấy Trần Đoàn ơi, có xe nứt vỡ anh em qua đây 2-3 triệu có đấy. SH nhập khẩu anh em nhá, bản 2 phanh đĩa. Sặc nước bọt. Hoàng Hoàng ơi, xe đấy ăn hết 2 lít trên 100 km nhá, 2 lít 2 nhá, rất tiết kiệm nhiên liệu. Xe đấy bản full điện tử nhá, nó là xe Thái Lan, nhập khẩu Thái Lan. Anh em vào CPCL để biết. Dòng đấy nó ăn rất tiết kiệm, đừng nói xăng. Đấy. Rồi, SH đây, mình cố gắng để ngoài đây mình nổ máy để cho anh em cảm nhận. Em ơi, em hạ thấp cái này xuống. Cho cái này xuống dưới này. Để nó có nó lùa dưới nó thổi đi. Mình cố gắng mình để tiếng nổ xe để cho anh em cảm nhận một chiếc xe nó nổ máy xe như nào nhá. Để mọi người cảm nhận là vừa là trong nghe bằng một thấy anh em ạ, vừa đây vừa thấy vừa nghe anh em ạ. Mắt thấy, tay thì không sờ đấy, nhưng mà thực tế là cái dòng này không phải sờ thì nó giống nhau đâu. Nó là sắt. Nhưng nó không có như làn da em bé đâu mà sờ nó mịn đâu. Vâng, SH nha anh em nhá, SH nhập khẩu bản 2 phanh đĩa mọi người này. Anh quay gần cho em. Đấy. Zin nha anh em nhá, một chiếc đồ đàn cũng còn zin theo xe. Đấy. Sơn su cũng vẫn còn zin này. Thấy ra máy bên này nó cũng hơi bị sùi một xíu rồi. Em ơi, lùi cho anh con này 5 triệu á. À, 125 anh em nhá. Lùi cho anh 4 triệu con này thì 4 này, triệu anh. Được rồi, 4 triệu thôi, bán thôi lùi 3 triệu cái con bản này bản khác. Được rồi, đưa đây nhá. Giá rẻ nhá em nhá, giá lợn chết nhá. Đây này, bản 29M này, con này lên 10 triệu này. 29K anh ạ. À 29K 6, này. 75 triệu. 800 nha anh em nhá. Trắng này, 2010. Mua ngày 2 tháng 10 lên 11 triệu. Nguyễn Phương Ly, Tổ Lâm, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, con này mua rẻ nhá. 75 triệu 800 trừ đi 11 triệu là bao nhiêu? 75 còn 64 triệu. Con này 125 2010 em mua 64 triệu anh em nhá. Phượng. Đã nhập có 64 triệu thôi. Đầu máy 101. Em bản 1, 125. Mua 64 triệu với cộng em con này 5 triệu. Thế thôi. Em nào vào vị thì mua. SH nhập khẩu ý. Con này mình mua rất rẻ nhá. Anh em thật sự thợ thuyền mà anh em đúng chọn chất của SH nhập thì làm con này. Đấy mình mua này, mua chính thức mua có 64 triệu 500. Đâu 64 triệu 500 nhỉ. Đây 29K này. 64 triệu 800 nhá. Thế 64 triệu 800 cộng với lại 5. 64 triệu. Gọi là 76 triệu trừ đi 11. 65 triệu. 65 triệu anh em nhá. 64 triệu 800. 64 triệu 800 cộng cho anh em 5 triệu. Đấy. Này, kim đỏ chót nha, toàn bộ tay nắm còn zin. Không phải là mua rẻ mà bán mình mua được xe đẻo đâu nhá, đây. Kim đỏ chót này, tay nắm toàn zin. Toàn bộ yên ủng còn zin nhá, yên bọc hai lớp này. Yên bọc hai lớp cho bác vào nào nhá anh em nhá. Em ơi. Bóc à? Bóc cái vỏ yên này ra nhá. Bởi vì cái lúc mới nó bóc mẹ ra cho khoe, mẹ đẹp cái phô ra, bóc mẹ ra lấy cái yên zin nó nhìn nó đẹp. Cái vỏ yên zin nó đẹp. Đi đáng nhiều không? Chưa? Đi con này 1.1 anh em nhá. Anh Minh Nguyễn đi 1.1 anh ơi. Anh mua cái 64.800 125 2010 nhập khẩu Ý. Máy zin, máy căng. Sơn thì bên mình có tỉa tót tí rồi. Xe rất là mộc mạc anh em nhá. Đây. Toàn bộ các cái này chưa bị bắn lại như nào nhá. Đĩa đủ rất đẹp. Bản 2 phanh đĩa. Lốp đảm mới. Máy đi thoải mái, dòng SH nhập này anh em quá quý luôn. Đây thôi mình kinh doanh thì nói chung là cái dòng SH này anh em nó toàn làm không có 10 triệu không buôn.
thôi mình cứ làm chục, mình cứ làm 5 triệu. Tóm lại là mình bán lấy số lượng anh ạ. Mỗi thứ tí rồi mẹ thế thôi. Mua rẻ bán rẻ, vừa rồi bán mấy ngày hôm qua bán iBlade. Mình bán ra có 24 triệu 500 lại mua 24 triệu 500. Mua 22 triệu cộng 2 triệu rưỡi, bán vừa bán 24 triệu 500 bây giờ. Hôm nay mua mấy con 24 triệu 500. Đấy, nhưng thôi, cuộc sống kệ. Đôi khi nó là văn hóa chia sẻ, đôi khi nó là niềm vui. Thế anh mua, mua vào như thế, nhiều khi mới cứ cộng như thế thì cộng rất là cao nhưng mà lại không không. Anh em phải biết là iBlade 2017, iBlade 2017 biển Hà Nội. Mua 22 triệu 500 cộng 2 triệu. Bán 24 triệu 500. Hôm vừa rồi mình bán ra 22 triệu. 22 triệu 500. Hôm nay nãy anh vừa mua con nào đấy? Vừa mua con nào 24 triệu 500. Vừa mua xong, chiều qua lại đi mua tiếp bằng giá vàng. Về mình bảo mình đang bị điên rồi nhưng mà thôi, kệ. Mẹ nhiều lúc nó điên nó hâm tí nó hay. Nhiều lúc anh em ạ, người thành công nó hơi bị điên tí, dại tí nó hay. Vừa mua 10 đồng ra lại mua lại bán thì 10 đồng lại mua 10 đồng. Thế rồi mua, nói chung là nếu mà để mà ăn dày khó lắm. Đôi khi nó thật ra để mà mình vẫn tì cái giá cũ ngày xưa mình mua thì nó khó. Thế đôi khi nó là mối quan hệ, mình bán cho anh em rồi lần sau lại mua. Đấy thôi. Đấy, người thành công là hơi dại dại tí anh em nhé. Đấy, thấy để ý toán ông dại dại tí, khôn ngoan không này. Cứ phải hơi ngây ngây tí. Đấy, ông nào ngây ngây tí mới nhiều tiền ạ. Đấy. Đấy, anh em nhìn như ông chủ Facebook ngây ngây tí, ông Bill Gates hơi đơ đơ tí, hơi đơ đơ tí, kiểu cứ dại dại tí. Đấy. Đấy, chủ tịch FPT đấy. Người mới dại, trông nó dại thôi, đầu người ta có sỏi. Dạ, chủ tịch FPT trông ngây ngây ngây, đeo kính cận cứ đơ đơ này, này. Động vào không đơn giản đâu, đấy nó thế. Nhưng trong cuộc sống đôi khi nó phải lại nó là như thế anh ạ. Ok, tiếp theo chiếc này. 2017 anh em nhé, bản LED 2 tầng. Đời này là đời đầu tiên của 2017 bản LED 2 tầng nha anh em nhé. Đấy, 150 phanh CVS. 564 anh em đang xem. Vâng, zin nha anh em nhá. Zin. À vâng, ok, anh chờ đi. Đấy, thủ thò vào zin. Đây, tất cả sơn này. Đoàn Nguyên ra vào nó mới vui đúng không ạ? 150 anh em nhé, 150. Nguyên tay công là thì ngây ngô như vậy mới ăn tiền đúng không? Anh em ạ, những nhà giàu ta hơi ngây ngây thế anh em ạ. Bắn tay sách anh em nhé, bắn vành, lên vành, lên tay sách. Khôn ngoan quá, lại oan cháy nhiều. Anh báo luôn biển số xe 29V534263. Rồi. 2017 anh em nhé, lên. Rồi đây, mẹ tôi vào, mẹ bán ra đây. 29063 đây. Anh em ạ. 69 triệu 200 trừ đi 6 triệu anh em ạ. Nếu mà bán đây nhá. Vừa mua tháng 1 đây. Sửa hết 688.000 nhá, chưa có tiền công, tiền sửa 6.230.000. Mua này là 63.230.000 nhá. Chính chủ VT, chính chủ vân tay nhá anh em nhá. VT là bên mình có lan vân tay để làm công chứng chờ sẵn. Từ cái xe này mình mua một chủ từ đầu. Ông mua mới xong tôi đến nhà. Tôi mang cái giấy hợp đồng công chứng này, ông ơi ông lăn cho tôi với vân tay, lăn này, lăn này, lăn này. Đấy. Sau này để tôi bán cho khách. Khi nào khách có nhu cầu đưa tôi chứng minh thư là tôi gửi ra thẳng vào phòng công chứng. Về là ra đóng thuế sang tên. Rất là dễ, những cái xe này là những cái xe mà trực tiếp bên mình trực tiếp mua, không có người đến người thứ hai đâu. Đấy, cho nên nó rất là dễ. 63.238.000. 63.200. Đúng không? Đời đời nào đây em kiểm tra đời. 27 anh ơi. Đây 17 ABS đúng không? Xe anh ơi. CBS. 150. 150. Anh em nhá, 150 nhá, thì mình tưởng 125 thì đắt quá. 150 CBS 2017 63 triệu. 63.200. 63.200 cộng cho anh em 3 triệu anh em nhá. Nếu mà đây vỏ yên cái gì máy vẫn nổ thì thầm mùa xuân đi nhá, xe vừa mua chưa dọn đâu. Vâng. Em ơi cho dọn nhá, dọn lại ghi lại dọn nhá. 150 vâng, 150 ghế lái này 3.200 cộng 3 xe dài nha anh em, mệnh mộc mệnh thủy nhá. Còn nếu mà xe nào mà cả gia đình cùng đi ấy, thì nói chung là không liên quan. Nhưng mà xe nào mình mua sắm cho riêng mình ấy, thì mình một chút phong thủy. Thì đương nhiên là nói thật là sau này thầy phán đỡ cũng chả có gì để phán. Phán nào nó cũng sai. Đấy. Máy rất là ngon. Sơn zin máy zin 66 triệu 200 nghìn anh em nhé. 2017 150. Đấy. Được lên cái tay sách. Mới lên cái vành. Còn càng trên thì không lên, anh em mình được người ta. Đây mình vẫn đang duyệt để những anh em anh Tuấn nha, đây anh Tuấn nha. Toàn bộ nhân viên Hoàng kia là đều có đeo thẻ trước ngực nhá. Chào anh em nhá. Đấy, trực tiếp đây nhân viên bán hàng Hoàng Tuấn anh em nhá, họ Hoàng nhá. Người Hoa, phố Chùa Hà chuyển thành phố người Hoa ấy rồi. Đấy. Đâu. 12 triệu gì? Giảm 11 triệu.
66 triệu. Rồi bán. 200 anh bán. Đâu anh kia. Ok bán. Ok đấy, khách hàng đến mua một chiếc Oi Black biển 36 vừa rồi anh em ấy. Có anh đây à? Ok. Mua xe đúng không? Mua con ấy đâu? Em mua con xe Oi Black đúng không? Ok. Ừ, thỉnh thoảng có xe anh kia đâu? Có em cũng xem. Vâng chào. Trông anh em trông nách bài đấy, trông rất trời. Đây đây. Bòi. Ok, em vào nhà đi. Em vào nhà đi. Vâng. Bảo vệ ủng hộ anh nhá. Đấy, 66 triệu 200.000 chỉ có internet à? Chúng ta mới lại tiếp tục gặp nhau đấy. Rồi thôi lại sang con này đi, dắt dắt con Jeep Việt Nam để cho anh em nó em ơi em rồi, một chiếc anh trả lời Nam. Anh trả lời mọi người nhé. Anh em rất là nhiều anh em đẩy chị xuống ạ. Nghĩa Giang 60 bán không xốp, không bán ở đâu, mua 66 triệu giá là nét nó mọt nẹt rồi. Liên Hoàn thôi, thời tiết ẩm thấp ra vào cho kế toán tiền đỡ đội bị bốc đúng không ạ? Toàn Nguyễn đúng không ạ? Xem cũng thấy vui Nguyễn Công, anh Kiên có quay đi ăn đi làm không anh Kiên? Có nhá bạn Trang Khánh ơi. Vì Vũ mua đâu mà lắm sao vậy? Nói chung là Hà Nội hiện tại đang tắc đường em nhá. Hà Nội hiện tại đang tắc đường anh em ạ. Anh em một quay một vòng này xe máy này. Nhiều sắt giạt đấy anh em nhìn này, phố Trung Hà anh quay một vòng này, một vòng. Xe máy nhiều sắp dạp đấy anh em nhá, đấy nó là vựa của xe máy. Nó là chợ xe máy mà anh em, là xe rất là nhiều luôn. Đây là khu vực chợ xe máy nhá, chợ xe máy Chùa Hà, một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước. Cả nước thì có tập trung ở chợ xe máy, tất cả các anh em ngoài Bắc mình nếu mà nói về liên quan, ông không ra chợ không nắm được giá xe. Đấy, tôi đang đứng ở cổng chợ đây, cổng chợ tôi kìa. Đấy, đối diện nhà 62 là chợ xe máy của tôi đấy. Đấy, mình là trung tâm ở đây, giá cả này hầu như những đường like của mình. Những anh em cầm đồ này ở ngoài Bắc mình cũng đã xem này, những anh em thợ buôn xe cũng đã xem. Mình biết mà. Tất cả bọn tôi xem anh suốt để tôi biết và giá thị trường, nếu anh em mà không nắm được giá thị trường thì đương nhiên là ông sẽ bị lạc hậu. Chợ nó là chợ đồng hồ, anh em đã từng ai đã từng buôn bán ở chợ sẽ biết. Hôm nay giá vải lên này, mai giá vải lên xuống thế. Đấy, nay giá cá tươi, giá mực này giá lên, mai giá mực xuống thế. Đấy. Mực tôm cua đều thế nhá. Xe máy thế nó có chợ đồng hồ nha, một khi đã bị ùn rồi nhá, ùn là đương nhiên chợ xe lại dễ được giảm giá, một khi nó đã khan hiếm mà nó thốc mạnh lên đấy anh em ạ, nó là cung cầu thị trường anh em ạ. Cũng như giờ đất bây giờ những mảnh nhiều, rất nhiều người bán vì nó ùn, nó không nó nhiều người bán thì đương nhiên là sẽ ít người mua thì nó sẽ rẻ đi, nhiều người mua mà ít người bán sẽ tăng lên, đó là quy luật của thị trường đấy. Đây một chiếc xe Dream đã được giảm giá nha anh em nhé. Một chiếc xe Dream Việt Nam đời 2012 anh em nhé, máy Rin. Đấy. Máy Rin nha anh em nhé. Đây một vào quay cho em một vòng. Đấy, từ vành bánh tan nan vẫn còn Rin theo xe này. Không, đầu nó phải tan. Vẫn còn Rin này. Đầu nó bị tai nan nếu mà vành đây đâu. Con này bên ra máy không, thì không vành đấy đâu. Xòe nhẹ trong sao nhưng xòe mà đông phát vành. Không anh gửi cho anh Thiệp, anh Thiệp xem. Không còn Rin theo xe anh em nhé. Biển nó lên nó sóng nó mất thời gian. 2012 này. Tâm nan cũng vẫn còn zin này, tem zin này. Đấy. Rồi. Biển 29L1 rồi. 19262. Đấy, bô bè cũng vẫn còn zin. Bán bao nhiêu? Bán 285 à? Con này vừa mua nhá. Ra máy bên này zin. Anh chưa mua đúng không? Anh mua anh giới thiệu với anh. Giá đã được giảm giá nhá, trong năm thì nó là ba mấy triệu. Đúng rồi đấy. Anh em ơi, giá mới cái tầm zin rất là hợp lý từ những cái gầm đều rất là ok. Đấy, là Hoàng Thiệp thì xăng mua đều rất là ok, mình cũng kiểm tra rồi, các anh em xem này, lượn này, đấy, cái này gầm này, nhựa đồ vẫn còn zin. Cái này được nhỉ? Vừa mới mua đúng rồi, lộn gầm cho cả các anh em xem. Đấy. Gầm mẹ đây. Đồ máy 149/22 chuẩn rồi. Máy zin nhá, nhấn mạnh là máy zin, lượn lóc nhựa được. Ra máy thì có một chút bên này thôi, không tránh được. Không sao, cũng được. Ra máy con này đẹp rồi. Ngồi này là đẹp đấy. Đây hàng chưa rộng. Bán bao tiền anh ơi? Vỏ yên vẫn zin. Vỏ yên vẫn zin. 28.500. Yên dày. Phân khúc giá rất hợp lý mà biển tươi các anh em nhá. 29L1 19262. Con này vuông xe. Căng đấy anh em nghe máy này. Thôi đại diện cho họ nhà gái thì lùi cho anh em 500. Nói chung là trẻ nheo giờ. Lên giám đốc là bao giờ cũng thế. Sếp không bớt cho anh em. Thế thì ngại có thể lắm. Lấy được cái xe. Rất mỗi lần mình xuất hiện ở cửa hàng ở văn phòng là toàn bộ anh em đến mà thôi ra lộc. Thôi đại diện cho họ nhà gái. Để cho anh em 28.500 nhá. Với thời điểm hiện tại là sơn zin máy zin, tất cả có nguyên bản. Đây, bánh bánh tam nan vàng, còn hành vàng. Trong năm khi này anh em mình đây vẫn phải mua 32 triệu nhá. Nhập vào 32 triệu để bán ra 35 triệu. Nếu mà trong năm nhá. Giá đợt em đã được giảm anh em nhá.
trực tiếp Hoàng Hoàng Kiên điều tiết để sao cho nó thấp nhất có thể để cho các anh em khách hàng tiếp cận mua về đi làm đi ăn anh em nhá. Con xe này rất đáng để mua nhá. Thợ thuyền mà con này mà không về không cảm làm được 1-2 triệu thì tốt nhất là sau anh em không gặp nhau. Xe này bình thường nếu ai bán 28 triệu mình vẫn mua vào nhá, để mình bán 30 triệu. Vì tại sao mình muốn là thôi đầu xuân năm mới cũng sao nó nhẹ nhàng. Đấy. Sơn zin, máy zin, máy căng, đầu bò rất đẹp. Quay lại cho anh em cái đầu bò zin nhá, đầu bò zin phải đẹp. Đấy, do cờ dựng đứng nhá. 28 triệu thôi. Gia côn gia điện không bị bắn lại nhá. Này, cái này còn vàng này, còn sáng này. Tem mác vẫn zin, hàng mộc nhá. Xếp một tí không sao. Đây mới là hàng nó em nó là chân lấm tay bùn. Nó chưa qua spa, chưa qua xử lý. Thôi, ok xong rồi. Em cứ chờ trong vòng 1-2 tiếng mà không được thì em lại, nếu mà anh em không có ai đặt cọc thì em cho dọn cho anh. Đấy, dọn lên thì anh em mất 200-300 nghìn. Anh em mới xong chưa? Con này luôn không? Lên con này, này đi. Anh ơi, lên con này luôn. Cố gắng anh phải lọc, anh lọc xe nhá, lên lại vì nó mới được có 60 phút. Ok, ok. 60 phút mà bác. Rồi, ok, chào okay. Anh em đi. Chào tất cả mọi người, chào anh em nhé. Đầm phát nặng mà. Ừ. Cái đây không không ấy không đâu đâm, chứ đâm, còn đâm. Con này anh đâm chính chủ anh mua mà. Anh mang cho em đấy thấy mà thôi, không có cái gì cả thôi thôi hả đâm không lấy không thôi đâm mà không em ơi nếu mà đâm đâm thôi anh ơi nó phang phát này nếu mà nó bị như này không không nó ăn đang đâu đây này nhỉ mặt mũi rồi ôi, tàn hoát hết tất cả thầm hết mặt mũi ở đây này gáy gù đầu sọ tan hết cả ra không đây gì nữa quỳ vào đây quỳ vào mài khổ nhé. Ờ thì em thôi chứ còn anh mua vừa mua chính chủ anh mang sang 100% đấy. Không, xe đại diện đấy. Xe ni lông kín xe. Thôi thôi đi xong khác. Em ạ nhá. Ok nhá. Ok anh chào anh em. Chào anh em nhá. Ok. Bán bằng tiếng. Vâng anh Hoài Đức Suzuki. Không có vấn đề gì đừng anh... tai nạn nữa, đừng ngã đầm ngã. Anh cọc nó đi thì anh cứ liên hệ trực tiếp với các bạn. Em ấy nhá. Anh ạ xe đâm vào nó thành cái dốc tốt nhất rồi. Đéo thiết. Mua cái xe này thật là cả đời người mình đi mua rủi ro lắm, nó chết nhọc đầy. Mẹ con gái vào anh em con gái vào nhà máy may thiếu gì con gái đâu mà phải đi mẹ đuôi kè mẻ sứt lấy làm cái gì. Chọn xe không thiếu xe anh em nhá, cứ chọn con ngon mẹ lành lặn. Chưa có bị thương tật là ông lấy. Mẹ đứt từ mấy đoạn rồi lấy làm cái gì mẹ sau này. Mẹ về hầu. Xong kèo. Xong chưa? Xong chưa? Em ai khách tiền đẹp không anh em, đây xe này không có vấn đề đâu nha anh em, nhìn đôi tay nắm này, đây từ đôi tay nắm này mặt mũi này pha phủng rồi nhìn con xe mẹ trông nó phải ra dáng một tí mẹ. Vâng, 2017 anh em nhá, cũng là 150 đấy ạ, cũng là 150 phanh này. CBS nhá mọi người nhá, đẹp không, màu đỏ cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa, dành cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ á không đấy anh em trông nhìn đẹp thế, xe cộ nhìn trông yêu thế, sần vẫn còn zin này. Anh em vừa rửa ráy xong vừa đánh xi sữa sẩm các thứ anh. 150 2017 nhá. Vâng. ABS chưa? Đống đa chưa anh ơi. AC. 150 CBS nha anh em nhá. E đống đa. Đây, giá của nó vô cùng yêu thương. 150 đỏ đen. Chính chủ nhá. 847. Chính chủ nhá. 68 triệu 39 nghìn. Đỏ đen 2017 mua ngày 25 tháng 2 lên 5 triệu. Phạm Minh Nguyệt. 77 ngách 5257 Vũ Trọng Ngọc Phan, phường Khương Hạ, quận Đông Đa. 68 triệu là còn 63 triệu. Mua là có 63 triệu 39 nghìn nhá. 63 triệu. 150 2017 63 triệu. Nói chung 63 9.000 bỏ qua. Quá mấy em phục vụ mấy em Grab xe hôm đây này. Quay cho cái ghi sổ khóa thấy uy tín em đừng nhắc đây. Này, nhìn xuống. Lóc cóc này, cả tư rồi. Cả 63 triệu 39 nghìn nhá, cậu em 3 triệu. Đấy mình mua phục vụ trong đó có bao dọn hết tất cả đấy anh em ạ. Trong đó bên mình cũng phấn son cho nó rồi kẻ môi, kẻ mày rồi có thể đây này. Spa, đây cái này trong đó có spa nhá anh em nhá, có lau nhá. Spa rồi đấy. Bên mình là spa chỉ đánh Shikana và lau dầu nhá anh em nhá. Anh em cứ lưu ý là mình lau cái luyên ấy. Cái luyên nước thải ở chính luyên thải của chính cái xe máy này này. Mình lau nó vào để cho nó có độ bóng, để nó thứ nhất nó độ chống gì. Anh em ạ nhá. Nhà mình nói không với chất tẩy rửa nhá, xe nhà mình đây. Cái trục này nó không được sáng lắm đâu nhưng mà nó là xịn. Mình nói không với chất tẩy rửa nhá, toàn bộ vim toilet và các cái chất axit mình không tẩy. Đây toàn bộ sơn của nó sơn zin trên này. Đây cái mặt trên này đây zin, các cái này sơn zin hết. Mặt trên sơn zin. Đây này anh em nhìn các cái gò này, cái sơn mõm này nó chưa bị sầy phát nào.
Cộng nhá, 3 triệu nhá, 63 triệu cộng 3 triệu 150 017. Vâng. Mặt 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 trên không quay mặt trên, nhìn sướng. Cả nút công tắc. Màu đỏ nha anh em nhá. Đẹp. Đấy, cả nút công tắc. Sướng. Yên. Máy phê luôn. Vỏ yên này thì chắc là bên mình vừa mới thay nhá, vỏ yên nó mới quá này thì chắc là bên mình thay. Đây. Mới bắn lại vỏ yên nhá. Không cái gì cũng phải nói rõ. Đây gầm mẹ. Sần này anh. Máy căng nét đi sướng. Sần rất đẹp nhé. Giá là nếp có bọn đẹp nha anh em nào vào vị thì mua bán thẳng trực tiếp chứ không có lẳng nhẳng, không có qua mẹ môi giới mồi chạy rồi. Bảo lãnh xe không đảm bảo. Không lỗi không ngã, không ngã không đâm đổ. Đây anh em nhìn cái gáy của mình này. Anh em xem này, đấy là bí quyết xem xe này. Này nhìn gáy này, cái gáy này. Giữa cái hai chân khớp này, nó vuốt này. Phẳng lưu này, máy vẫn nổ đấy. Đây toàn bộ các chân khớp này anh em nhé, lưu ý cho mình xem xe các chân khớp này. Các chân khớp này. Cái chân khớp này, chân khớp này. Nó khít từng khít thì mới được. Đấy anh em ạ. Đấy nó ô tô thế thôi, nó một loạt kẻ khít không được phép nhăn một tí nào được. Anh xem luôn cho anh điểm cái xe trên mục. Ừ ok. 66 triệu đồng nha anh em nhé. Một chiếc SH 2017 150. Màu đỏ xem mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Đây một cậu em đang nhân viên. Đây hệ thống mình đang báo xe trên này để mình mua đã nhá. Một chiếc SH lốp còn đỏ, dán đề can này, chính chủ một chiếc, giá 56.500 anh em nhá. Ai mà thích con này không, hiện tại đang hệ thống các bạn đang báo mình để mình nhận hay không. 29L này, 67734 này, màu đỏ nhá anh em, phong thủy dán màu trắng. Bạn này bạn mệnh kim, bạn ấy mua màu đỏ đấy, thầy phán ở mày không đi được màu đỏ đâu, mày phải đi màu trắng con ạ. Thì cô bé cũng đã dán màu hồng trắng hồng, nhưng mà số phận nó không được thay đổi cho lắm thì phải bán xe. Vẫn bắt buộc phải bán. Đấy vẫn phải bán nhá. 2017 125 CVF mình đây, 2017 lốp còn này, màu đỏ dán đề can này, có chứng minh thư căn cước công dân này, khóa một chiếc 56.500. Đấy. Biển số này, số điện thoại này. Đăng ký tháng 2 2018. Đăng ký tháng 2 2018 nhá, đăng ký 2017. Liên Lê Tiên Cường. Số 4 Trung Văn 5 Từ Liêm Hà Nội. Con này nó chụp lại cái đăng ký này sao đều ấy nhỉ. Đây để báo để mình báo chụp lại đăng ký nhá. Đăng ký đều quá nhỉ, nhìn đăng ký như đăng ký giả này. Vừa rồi. Chụp lại đăng ký. Ok. Đấy mình vẫn phải điều hành trên này nhá. Hầu như mình thấy thôi, nhưng mình trên đường live một chút thỉnh thoảng thôi, cho xong mình về nghỉ phát là phải mình làm việc đến tận 11 giờ đêm nhá. Vẫn phải tiếp tục anh em những lúc 9 10 giờ anh em vẫn đang trên đường để đi mua xe để sáng sau lại có xe tiếp. Vâng, tiếp theo anh em nhá, một chiếc Way Alpha 110 màu xanh tím. Còn một chiếc xe Jim 2012 bán 20 triệu đấy anh em, ai có thích không này. Đại nhân viên đang bộ phận hệ thống mình đang báo. DTM 2012 máy zin và giá 20 triệu này. Đây để mình kiểm tra cho anh em, 4,5 vạn này. Kiểm tra luôn để anh em cho đội đi mua luôn. 2012 đang bán 20 triệu. Xe cũng ghẻ lở hàng nào chứ không phải ngon lắm đâu. Ghẻ này. Xong chưa em lấy xong chưa? Để anh báo con này 18 triệu, 19 triệu. Đấy ra giao lưu anh em cái nào? Ê, anh em lấy con này, em lấy con này à? Em lấy con đấy. Ok, anh em. Không, cứ ngoài đây chào nhau thôi, ngại gì đâu, sóng. Giới thiệu anh em tên ấy. What's your name? giới thiệu ở Hoàng Phước. Hoàng Phước. Ngày trước thì cũng biết tí về xe, bây giờ thì em đang làm xe ở ô tô ở 30 Phạm Văn Đồng. 30 Phạm Văn Đồng. À, cái là ủng hộ nha anh Hoàng Kiên, là loanh quanh gần tầm chục con. Sửa chữa ô tô hay là buôn bán em ô tô? Em buôn bán ô tô xe. Ui giời, buôn bán quá sành nhỉ. Đi ra chợ xe này mua xe chỉ 5 phút thôi, thậm chí còn chưa là 5 phút. Anh em mình đến mua nhà nhiều đúng không? Vâng ạ. Cảm ơn nhá. Đang Phước lấy con 2017. CBS. Trắng ở hồi lấy cho yên tâm. Đi ngon không em? Đi em cảm giác đi thì thử ok không? Giống như đi như xe máy á. Ngon như xe máy. Ok. Cảm ơn nhá. Em chào anh em trong này trên này đi. Đấy anh em, những thợ buôn ô tô thì độ tinh xảo thì cũng không kém gì đâu. Em về chị ạ. Nên này không lòe qua là mấy em ô tô nhà đất nên anh em giới thương mại. Nhưng mà thôi công việc người nọ nhờ cái kia. Đang quay con này mà. Đang quay con này. Chưa xong.
Chưa xong, chưa xong. Vâng, 4.000 cây anh em nhá, 4.000 cây mà 2023. Có thể đăng ký giả luôn nhá. 110. Còn đây hát vừa rồi, đăng ký giả luôn. Chụp mỗi đằng sau nhìn con này đang dính nước này, con này như đăng ký giả luôn. Chụp lại mặt trước. Đây, SH anh em mua trực tuyến này, mẹ lơ mơ này con này, sợ mỗi đăng ký giả đây. Đấy con này đăng ký giả bố rồi này. Anh em ạ, SH 5 mấy triệu này, đây. Thôi là tiếp tục con này để mình tí nữa mình ấy. Vâng, 2023 anh em nhá, chạy được 4.000 km rồi, siêu mới luôn. Máy đấy, vì những con xe nào mà mình đăng ký mình nghi ngờ phát mình phải báo ngay cho mình, vì tất cả các sản phẩm mình báo là giấy tờ nghiêm chỉnh. Bây giờ bọn làm giả nhiều lắm, thợ mới dính ngay, thợ mới dính ngay, lúc đấy bán để đẩy cho khách hàng ngay. Đấy, SH mà mua phải đăng ký giả, anh em biết là mẹ bao nhiêu công mới làm được, một năm rồi không mẹ làm cày được con SH thì lại mất trắng. Rồi, biển số 29Z1 anh em nhá, 77313. 2023 chạy có 4.000 km anh em nhìn mới không ạ? Ốc trục này, bánh bánh tâm nan vẫn còn zin hết nha anh em nhé. 2023 chưa có gì phải lăn tăn. Con này vừa mới mua nhưng nhớ chưa có giá trên này. À đây kiểm tra này. Có rồi anh em. À đây 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 đây. Thụt thò. Con xe này 2023 anh em nhá. Giá gọi là rượu nhạt bán người nhớ nhá, 16.9 rồi. Đã mua 16.9 rồi. 18.900. Xanh bạc 2023. 29 tháng 2 lên 2 triệu. Nguyễn Xuân Hậu 1993 mạnh chữ Chu Phan Mê Linh Hà Nội lên 2 triệu này, 16.900 lên 2 triệu nhá, cộng nha một này 1.2 triệu nhá, 16.900 cộng 1.2 anh em, rượu nhạt bán người nhớ. Xe này thì không ai xe muốn buôn đâu, buôn để cho nó vui thôi. Ốc trục anh em nhìn, ốc trục rất là mờ luôn, chuẩn chỉ 4.000 cây, xe mới tinh có 4.000 cây thôi, lốp láp còn gì đâu, xe cả đôi đây, lốp láp giấy bịch này. Thì vì chủ xe những con xe này nó thuộc về, nó là Vios, nó là Morning rồi, nó là 16.900 cộng 1.2 triệu rồi anh em, nó là giữ giá lắm. Đây tuần thứ 10/2023 này, lốp láp mới cứng đây anh em, anh em nhìn đỉnh lốp này, máy này còn mới tinh, củ máy mới tinh đấy, ba kính đẹp nha anh em nhá. 16.900.000 cộng 1.2 triệu. Ôi đăng ký giả này, con này đăng ký giả mẹ rồi, con SH này đăng ký giả này, con đầu lai đấy này, dã man nhỉ. Cho anh em xem đây, con đăng ký giả nhá. Em nhìn chiếc Honda nó giãn này này. Đấy ông nào ông ấy ken rồi. Ông ken ông ấy giả rồi. Giả rồi anh em nhá, SH125. Đấy nói chung là mình mua trực tuyến này hầu như anh em phải lọc ấy. Xe bây giờ tội phạm nó nhiều lắm. Nhìn nó rất giống nhá, công an thành phố Hà Nội ghi rõ nhưng mà lại là giấy tờ giả anh em nhá. Đây này, Lê Tiến Cương này, số 4 Trung Văn, Nam Từ Liêm này, con xe này chắc chắn 100% đăng ký giả. Để mình báo trên này để anh em nghỉ. Đăng ký giả rồi. Đăng ký giả rồi em nhé. Nhắn tin nhé. Rồi ok, đã nhắn trên hội. Bởi vì mình có cái hội nhóm anh em nhé. Đấy mất bao công lao anh em ạ. Thuê xe ôm đến cùng ăn phải đăng ký giả. Ông nào tránh con này ra nhá. 29L176334 nhá. Đừng có múc vào. Thợ thuyền đừng mua vào nhá. Thấy rẻ nó mua vào là vỡ mồm ấy. Không đơn giản thế nào anh em ạ. Buôn ngành xe máy này nó phải đúc kết rất là lâu năm. Bởi vì ngày trước đây mình đã từng trả giá rất nhiều. Buồn buồn một tháng này vài vụ lên công an phường, công an quận rồi bắt giữ rồi là ghi lời khai. Nhưng mà nếu mà quận Hà Nội, thành phố Hà Nội thì mình gặp rất nhiều rồi, hầu như toàn quen rồi như này. Đồ nó lởm khởm nhiều lắm. Trông thôi. Mẹ, anh em cầm đồ nha, nhưng mà anh em đến cửa hàng nào mà mới treo biển cầm đồ nhá. Trong vòng một tuần nó nhồi ra khoảng 5 con. Vỡ mồm. Nó luôn ảnh. Bắn tiền, em đi nhá. Okay, cảm ơn em. Anh em ạ, những cửa hàng cầm đồ ngày trước ấy là những cửa hàng cầm đồ nào mới treo, mới khai trương ấy. Một tuần nó nhồi khoảng 5-6 con, thế cũng để cho 10 ngày sau này đến thanh lý. Tất cả giả hết, đăng ký giả hết, xe đẻo hết. Mẹ về giúp mẹ mày sốt luôn. Mà xe đấy mà công an mà kiểm kho thì xác định là thu không, mất trắng. Toát mồ hôi. Vâng, một chiếc Future anh em nhá, toát mồ hôi vụ đấy. Không, nói chung là đây cũng rất nhiều, trên này rất nhiều anh em có trình độ cao thì mình không nói, có kinh nghiệm. Nhưng mà tất cả những anh em nào mà không có những người đỡ đầu, đặc biệt tại sao là những anh em các chủ hàng cầm đồ ở khu vực Hà Nội, bao giờ sẽ có một anh em thân ở chợ xe, bao giờ có những anh em thợ già, thợ xe để hỗ trợ. Thứ nhất là mặt pháp lý, thứ hai về mặt giá cả thị trường anh em ạ. Bao giờ nó phải có những người thầy anh em ạ, phải có những người thầy. Đấy. Bọn em tổng 1.200.000 con quay thôi anh em nhá. Sorry anh em nhá, đây một chút chia sẻ ngoài tí thôi. Nhưng mà cái đấy nó là thực tế, ô tô bây giờ có đăng ký giả nhá, rất nhiều xe ngân hàng. Các cái xe tranh chấp, xe vợ chồng ly dị không sang tên ở đâu,
mua ô tô thế anh em cẩn thận nha, mua ô tô cũ, vợ chồng ly dị nhá, rồi là xe ngân hàng rất nguy hiểm, nhiều lúc mua về còn không bán cho ai được ấy. Rồi đăng ký giả, xe lừa đảo, đục lại số khung số máy, xe ô tô ở Việt Nam rất nhiều. Thì mình trước mình buôn ô tô mình biết mà. Một vòng đây. Vâng, một chiếc Future nha anh em nhá, một chiếc Future béo, rất là nhiều anh chị em thích những cái form dáng của Future này, đời 20. Anh em nào buôn xe ô tô chả có một con xe để xúc vít, vì con xe đấy không thể bán được, không thể sang tên được. Đấy, kiểu gì chả có con xe để xúc vít để đi lại. 2016 nha anh em nhá, một chiếc Future 2016. Đây, một chiếc Future 2016 biển số 29I128135 anh em nhá. 2016 anh em nhá, mua này giá lợn chết nhá. Mua con này có 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu rưỡi này, mẹ giá lợn chết này. Đây. 9 triệu rưỡi này nhá, 12 năm trừ đi 3 triệu. 9 triệu. Mua con này có 9 triệu anh ạ. Mua có 9 triệu nhá, bằng con xe là ôi bình thường. Đó 2016. Ấy ngon nhỉ. 9 triệu bạc con xe này, xếp tôi không. Máy zin nhá, sơn zin, máy zin, máy chất. 12 năm thì trừ đi 3 thì trừ đi 3 triệu rưỡi. Còn lại 9 triệu bạc. 9 triệu. Rẻ nhỉ. Rẻ. 2016 mọi người nhá, 2016 đấy ạ. 2016 mua có 9 triệu nhá. Lên đây anh em, con này 2 triệu rưỡi nhá, con này có bao dọn hết rồi, anh em bao dọn hết cả các thứ. Hôm nay anh em mua làm sao được 9 triệu rưỡi, 9 triệu con xe này, nó thật ra này, vỏ yên vẫn zin này. Ra côn ra điện máy êm nhá, máy êm thút thít luôn nhá. Này, của hộp cốp rất rộng. Tem zin, biển Hà Nội. Thôi anh em đừng có tính toán gì, đằng sau mình hàng 40 nhân sự đang ở đằng sau. Anh em đừng có tính toán, nếu mà để thật sự đi mua con xe này 9 triệu của bà con thì không thể mua đâu. Bảnh bánh năm nay mới thế nhỉ. Máy zin, sơn zin, máy zin. Đấy, máy nổ đấy. Vẫn êm như ngày nào. 9 triệu cộng 2 triệu rưỡi nhá mọi người nhá. Một chiếc Future đã dọn chưa mà sao pha không lên này. 2016. Chưa anh ạ, chưa dán ở đây rồi. Xe vừa mua. Xe Vừa mua. Rồi ok. Pha, kiểm tra pha đây nhá. Cái này lắp đèn không sao, bởi vì anh em lưu ý đừng lắp cái đèn siêu sáng anh em nhá, nó phá hết cái pha nhá. Anh em lưu ý xe máy đừng có độ chế làm cái gì, ô tô cũng thế. Cứ lắp cái pha siêu sáng này nó hỏng hết cái chóa này, nó hỏng hết cái kính này nhá. Anh em lưu ý nhá, cái gì của nhà máy người ta sản xuất ra mình cố gắng mình giữ nguyên như thế, chỉ có lắp ngoài, lắp độ thêm một tí thôi. Đừng có đưa cái gì khoan đục vào đây nhá, nó hỏng hết xe đấy. Rồi bán nó mất giá đi. Đấy. Vâng, một chiếc 8250cc dành cho học sinh sinh viên không cần bằng anh em nhá. Con này của Honda. Giang Nguyên có ôi thái nào không? Ôi thái nha, mấy con vừa rồi lại bán hết rồi sao? Ôi thái 110 bán hết rồi anh ạ. Con ôi để em 17,5 em cọc. Quay Alpha 16.900.000 cộng 1.2 anh ạ. Con này 17.3 anh em ạ. Con này không được. À quên 18.3. Không được. Xin lỗi em 18.300. Cộng mấy trăm không được. Anh ạ, cắn. Đi mua quá tội. Đi mua giờ chủ xe đòi cao lắm. Không muốn. Thôi thôi. Anh em có sẵn đây đấy thôi. Không. Bán nét giá rồi anh em ạ. Thật sự ra 1.2 thì mình chả được cái gì đâu. Nói thôi buôn để cho lấy tương tác. Trông thôi. Cứ bảo lãi hơn 1.000.000 nhưng mà anh em biết là bây giờ 40 con người giờ mỗi người ngày 500.000 một ngày. Đây tôi đơn giản công thợ xây 500.000 một ngày anh em nhân lên là bao. Đấy em tính nhá. Lai được mấy con xe ngày là chục con xe này anh em biết là ngày công thợ xây. Đây. Thế thôi anh em cứ tính nhá, tính như thôi nhá, công anh em đi mua mất công cũng thế. Cũng phải mất công phải trả tiền. Đúng không? Đây có sẵn thì đến mua luôn. Bởi vì thời gian là tiền, tiền là thời gian. Đấy. Mình đội đi mua mà đảm bảo xe chuẩn, tính pháp lý chuẩn. Nên thì không bớt được đâu. 50cc anh em nhá, học sinh sinh viên không cần bằng. Đấy, biển nó là 82. Nghe hộ biển chị số. Mai gọi. Nghe hộ chị Mai gọi. Biển 89 anh em nhá, biển 89A13043. 13043 50cc. Đấy. 2019. 2019 mua 6 triệu anh em nhá, mua này 6 triệu cộng anh em 1,5 triệu. Mua 6 triệu rồi cộng 1,5 triệu anh em ạ. 7,5 triệu. 89 này, biển 89 này nha này. Đây, AA này. A43 này nha, 8 triệu trừ đi 2 triệu này. 49 tháng 10 2019. Mua 2 triệu mua 6 triệu cộng 1,5 triệu. Đấy, 8 triệu trừ đi 2. Trần Thị Thu Nga, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên.
máy ngon nhá, để đó ngon lành anh em. Xe trước khi về để đó mấy anh em ngon lành đi. Nhưng xe chất đi mua nhá, con này đi km có 4.000 cây thôi. Thay cái này đi. Không phải đồng nát thì không lấy đâu. Sao em? Cái gì? Ờ thay cái nắp đi. Nắp mặt này. Nói chung bạc, là đồ bạc anh em nhá. Cái đồ tàu hơn tàu đấy, bao giờ cái này cọ này, cái giỏ này chở nó cọ hay nên nó lau nhiều nó bạc. Nói chung là đồ xe rẻ tiền nó chỉ thế thôi. Vâng. 2019 mọi người nhá, mua 6 triệu cộng 1,5 triệu cho anh em. Đấy, anh em nào quan tâm 50cc dành cho các con đi học thì làm cho em con này. Hợp tình hợp lý mọi người nhá, 7,5 triệu. Biết đâu nguyên em trả lời rồi. Chốt future nhé anh Tạ Tuấn, anh Tạ Tuấn ơi, quá rẻ rồi. Anh em liên hệ vào video đồng phát trực tiếp một cái. Không anh em có thể để lại số điện thoại cái. Anh lại chim liên tục à? Ok anh, đây anh em gặp nhau chào nhau cái. À, ok em chào anh nhé. Anh hiện tại đang rất đông 1.000 các doanh nghiệp các anh em đang trên này. Anh có thể chào anh trên này chưa? Chào mọi người nhá. Ờ, anh giới thiệu tên. Chim nhiều quá. Cái xe này đổi cái. Vâng, anh tên gì ạ? Tên Thắng. Anh Thắng ở đâu qua đây? Chùa Bộc. Chùa Bộc. Đang làm ngay tòa nhà này. À, tòa tháp đôi đây. Định cuối tuần đổi xe. Vâng. Xe con này được giá. Anh định giá con này xong rồi anh đổi xe. Anh mua xe mới. Mới hơn. Hay bán lại đứt đi. Hả? Bán đứt luôn không? Bán mà. Bán luôn nhá. Luôn là ngay. Ok. Rồi. Cuối tuần thì đem lên. Cuối tuần mới đem lên. Rồi ok. Lấy xe mới, xe hàng ngày phải. Rồi. Theo đâu để thì thầm mùa xuân với khách hàng ấy nhá. Thôi em có định giá nhanh cho anh nhá. Để cho anh đằng nào cuối tuần chúng ta mới gặp nhau nhá. Số km ông anh đi ác kìa. Cụ 111 tuổi rồi. Máy móc vẫn chưa vấn đề gì đúng không? Chưa, máy chưa. Cụ năm nay 111 tuổi rồi, cụ vẫn chưa vấn đề gì anh em ạ. Đấy phải nói là một người rất là giữ gìn. Nói vợ chồng nhà này 11 vạn anh em nhá. Đấy về nhà quê kia nhà đẹp lắm. Vâng. Có những người còn gọi là già nhất Việt Nam 123 tuổi. Cụ mới đi. Cụ này 111 tuổi rồi. 2 ngày bình xăng chạy. Vẫn chưa hỏng. Máy vẫn thút thít nhá, vẫn ngon như ngày nào. Ông anh biết giữ đấy, đúng phải nói. Cụ nào mà sống 111 tuổi mà chưa thấy bệnh tật gì phải nói là cụ quá là đẳng cấp luôn. Xe chăm xe tháng. Ông anh giàu mỡ chế độ cũng tương đối. Anh gần đấy. Anh vào đây anh. Chế độ cũng phải nói là tiêu chuẩn cũng xăng dầu rồi. Đấy, đi lại rất là 18 nhỉ. Anh em đi lại rất là điều độ nhỉ. Mà chưa hỏng không hỏng à? À vừa rồi mới thay cảm biến bướm ga. Ừ, máy chưa làm. Chính thức ông anh làm cái nghề gì mà ham hiếp nhiều thế? Máy văn phòng, photocopy. Máy văn phòng đi khắp Hà Nội suốt ngày nhỉ. Đó là đóng địa chỉ. Máy văn phòng chuyên bơm sửa chữa máy văn phòng rồi máy là bơm mực rồi máy photo. Đơn vị dịch vụ, ông anh làm dịch vụ. Mà anh biết giữ đấy nhỉ. Nhìn ông anh biết giữ. Tháng hơi dầu phát. Bền không em? Honda rất bền nha mà của bền tại người. 11 vạn. Đồng nghĩa với hơn 111 tuổi của một con người. Cũng hơi nhiều. Cái đồ đấy được thì cuối tuần em đem lên thôi. Anh cũng ngay đúng không? Không rồi vẫn đang bởi vì nó ở với mình được 11 năm rồi. Mỗi năm thì vạn cây đúng đi gì đúng quy trình. Thôi ngoài nhà nhá, cho nó thoải mái em cứ định giá cho anh con này. Tất nhiên là thôi thì nó sẽ nằm ở tiền nào của nấy. Tiền ít thì nói chung là mình ăn thịt ít, tiền nhiều ăn thịt nhiều. Bên bán xe máy, bên bán photo. Vâng. Anh cũng là kinh doanh mày. Vâng. Thôi em cứ định lượng cho anh con này nhá, cho nó thoải mái. 111 tuổi nhưng vẫn lấy được vợ bình thường. Không ngó máy biết gì à? Chỉ nghe nổ biết à? Sẽ đang nghe nhạc điệu đó. Em nghe tiếng nổ em biết là máy anh vẫn chưa làm gì. Vâng. Em hỏi thế thôi. Lúc nào người ta nhìn nó biết. Thôi cứ thống nhất cứ gửi cho ông anh tầm khoảng 12 triệu. Tầm khoảng thôi nhá. Đấy, anh cứ cân đối. Không, đến nó phải có giá đâu. Tầm bởi vì của anh nó đi hơi nhiều. Xe của anh thì anh giữ. Em thật em buôn xe ít khi con xe nào anh 11 vạn mà còn được như này. Rồi hay leo hè giết gì nhựa giết thôi thôi. Không, sạch thôi. Ông anh giữ gì dưới đáy thôi. Đấy, về có thể chia sẻ bài cho em nó thì giết leo hết. Ừ. Ông nào có nhu cầu thì ra đây anh em mình lại kính thương miễn thương đổi. Em có định giá cho anh nó khoảng tầm 12 triệu anh nhá. Thì khi nào chúng ta gặp nhau thì chúng ta lại tính tiếp. Thế em okay. Nghĩ tầm đấy thôi. À. Đấy.
nhá. Rồi, ok. Ok, nhá. Cảm ơn anh nhá. Cuối tuần. Lấy xe mới thôi. Vâng, vâng, ok. Xe này đi có gì thì anh okay. Để em nhá. Dù sao nữa thì những anh em nó tầm khoảng 13, 14 triệu thì không có những con xe nào tốt hơn con này nữa. Thì lựa sự lựa chọn vì ta có 8 triệu ta phải cố lên đến 13 triệu chẳng hạn thế 14 triệu đúng không? Mọi người nhá. Vâng, ok. Đi nhá. Làm giao lưu tí. Vâng, vâng ạ. Vâng, có gì anh qua em. Nói chung em đưa ra giá thì anh cũng nói chung cũng phù hợp anh em mình. Có thể chênh nhau một vài trăm nhưng cứ để lại cho em tí lộc đúng không? Lộc rơi lộc vãi chùa Hà. Vâng, anh đi nhá. Vâng. Số Hà Nội dân mới có nói chung là rất là lạnh anh em ạ. Lạnh thì nó không lạnh lắm đâu. Nhưng mà mình cứ chơi quả chắc là mình cứ ăn quả ấm. Anh em ạ, trước đây năm 2016-17 là mình cũng mẹ rét mướt là mẹ viêm phổi rồi. Nên bây giờ không chơi. Ông cứ chơi chắc. Cứ phải băng bó cho cẩn thận anh em ạ, phải ấm. Tối ngủ bây giờ vẫn phải điều hòa nhá. Tối ngủ mình vẫn phải điều hòa. Lúc nào cũng có hút ẩm. Làm sao tránh các cái vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Đấy. 612 anh em đang xem. Vâng. Bên này hơn 200 anh em ạ. Ok, đang hiện tại là đang 80 mâm 10 người. Có con xe 1-2 triệu nào không? Nguyễn Văn Toản. Tao bảo 2-3 triệu anh nhá. 2-3-4 triệu. 1-2 triệu thì ít quá. Nguyễn em kia em làm hơn cũ rồi. Hình như có con 3 triệu đây, anh có thích thì có ngay. Con 3 triệu vừa rồi con gì nhỉ? Có con nào mà 3 triệu là con... Con gì? Hazate thôi. Nó Hazate hơn 3 không. Triệu. Ừ, không có con khác. Số sẽ số mà. Xe số là con... con Jim vừa ấy. Cọc chưa anh Tuyên Vũ? Tao rớt thì bán rồi. Con Jim vừa cọc chưa để kiểm tra luôn trên này. Jim đấy anh em báo gọi trực tiếp cho các bạn nhân viên hộ em với. Con Jim cọc rồi nha anh em nhá. Anh em nhá, con 29L có người cọc mất rồi. Đầu lai cọc rồi. Anh Tuyên Vũ nhá, con Jim cọc rồi. Vâng, có xe 20 triệu cụ không? Cụ bà vẫn sống ở Đồng Nai, 119 tuổi, cao nhất thế giới, vẫn sống đấy sếp. Tuân Hoàng. Không nhận đấy anh em ạ. Người như xe mà nói chung cứ tầm khoảng, có ông nào mạnh nhất, cố gắng nhất thì xe này 12 vạn đến 13 vạn là gắng hết sức rồi, bắt buộc phải làm cam, làm quýt, làm bắt đầu xếp măng, bắt đầu phải dã máy. Đấy, có nghĩa lúc đấy cụ đi. Đấy. Xe tàu 1 triệu em không có anh ạ. Bao nhiêu? Được. Đổi đi. Đấy, có một ai bà lết trước bán 13 rưỡi rồi anh em bán ra 10 triệu tí lên lại. Đấy. Đổi xe. Vâng. Có xe rất đẹp nha. Lít anh em nha, lít 2 tầng này, lít bản lết 2 tầng màu xanh tím. Đời 2022 nha anh em nha. Đời 2022 xe vẫn còn tem này anh em vẫn dán ni lông ở trên. Quay ghép đầy đủ anh em nhìn từ ốc này. Zin nha mọi người nha, vẫn còn zin ốc này, cái này là cái gì nữa ổ khóa người ta lắp thêm vào. Đấy. Zin hết này, em nhìn zin 2022 nhé, mua 35 triệu 500. Ra máy vẫn còn zin này. Em mua 34 triệu 500 anh em nhá. Vâng, biển số 29S2. 34 triệu 600. 351513. 34 triệu 600 này. 38 triệu 90 nghìn này. Trừ đi 3 triệu rưỡi tháng 2 2022, mua ngày 26 tháng 2. Lê Đức Văn, thôn Đông, Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội. Mình phải sang tận đây bên Đông Anh để mua về đấy. Trừ đi 3 triệu rưỡi. 24 triệu 600 anh em nhé. 34 triệu 600 2022. Xe này nó quá là nhiều người mới thích rồi. Anh em, mới tinh. 8.000 cây. 2022 mọi người nhé. Cộng cho anh em con này 2 triệu rưỡi nhé. Anh em nào vào việc thì mua. Đấy, bóp phải. 8.000 cây nhá, đây cái này là do cái yên này. Đấy, yên này nhá. Tay sách này chưa bị bắn tỉa là nào mà còn mới này anh em nhá. Chưa sơn thế nào anh em nhìn mới tinh. Xe chủ xe giữ nhỉ, anh em đồng hành giữ thế. Gì nét quay hết đấy. Nhìn thầm mùa xuân nhá. Ốp. Xe này nó là mới rồi. Cháu nó mới có 8 tuổi anh em vô tư đi. 8, 90 tuổi cụ mới đi được, yên tâm, 8 tuổi nó còn non lắm, búng ra sữa, không vấn đề đâu. Đét lốp này, lạnh lốp còn đầy bình. Đây nhá. Tuần thứ 01-2022 này. À. Ship toàn quốc nha anh em nào có nhu cầu, ai con cái học hành ngoài Hà Nội này hoặc làm ăn anh em công tác mà không hộ khẩu Hà Nội qua là mua là đúng hợp lý luôn. Mới lắm anh ạ. Đây đã tặng cho đây, trong đó có cả quay cùng. Quay cùng đầy đủ. Gương cùng đầy đủ, nói chung là xe đầy đủ. Có gương không? Không có gương anh. Không gương đúng không? Không có. Thôi gương. Tặng cho đôi gương. Có một chìa khóa nhá.
Vâng. Chủ xe tầm này nói chung là bán cực chẳng đã ai bán ấy, nói chung là chìa khóa nào về nhà chủ lấy. Đấy. Em bây giờ con ai mà lết ở đây xong ra này lên. Vừa mua rồi, mua 10 triệu vừa mua xong, like luôn. Vâng, một chiếc Ablet anh em nhá. Ablet đời 2012 bản đầu to đấy ạ. Biển số anh hiện ra luôn, em biển số này 29L1. Ừ. 29L1 22687 nha anh em nhá. 22687 một chiếc. Vâng, anh ạ. Anh muốn bán à? Vâng, ok anh để cho em. Anh chờ đây, anh chờ em like con này xong đã. Con này giá rẻ nha anh em, em mua có 9 triệu rưỡi thôi. Anh bán con này à? Vâng, anh chờ đấy, em đang giới thiệu. Mua 9 triệu rưỡi, còn em 2 triệu con này nhá. 9 triệu rưỡi nhá. 9 triệu rưỡi cộng 2 triệu nha anh em nhá. Đây. Ngon lành cành đào đây anh em nhá. Xe chất lượng cao. 2012 mọi người nhá. Đây, yên chìa khóa gương còn gì theo xe. Vâng. 2012 ạ. Bao nhiêu anh bán con này à? Xe vẫn còn đồ đạc cũng vẫn còn zin. À. Bao nhiêu? 22 triệu bán đâu. 22 triệu cao quá. Anh ơi quay cho em một vòng đi, vẫn là quay một vòng một chiếc em để đi. Anh quay chép ra mua cái xe cho em quá. 22 triệu sợ lâu anh em, bởi vì bọn em anh vào giá sát cho em đi, không là được anh em vào việc. Giá nó cao. Ablet anh em nhá. Ablet bản đầu to đời 2012. Xem cũng chưa dọn dẹp gì đâu. Không vào đây không này. Dọn dẹp gì đâu. Thì đường lai em thôi, chỉ có 60 phút, thật là nhanh rồi cái này. Thời gian này. Cứ để gọi thiệp, anh cứ để đấy. Để đi. Cứ để đi. Anh cứ hỏi giá đi xong rồi làm bán nào. Một tí lên sóng. Đây tiếp theo con này mua 10 triệu anh em này. Vâng, 2011 nha anh em nhá. Anh hoàn vào giá một tí anh em mình lại lên sóng. Chìa khóa đâu? Xe vừa mua ấy. Ở đây. Em lấy chìa khóa chứ. Xe này trước vừa mua 10 triệu nhá. 9 triệu rơi cộng 2 triệu. Mới mua anh em nhá. Mua có 10 triệu nhá, cậu em 2 triệu. Vâng, 12 triệu đồng mới đây. Chưa dọn dẹp gì đâu anh em ạ. Anh em có thể con này nó để bảo dưỡng tí côn. Ừ. Không bảo dưỡng không thì cứ để đi đâu rìa rìa cái này này. Đây đúng nhỉ. Chân trống nhá, lò xo chân trống nhá. Lò xo chân trống, xe này ngoài thôi. Kêu kêu thì từ từ anh báo để cho anh em nó cho nó làm luôn. Biết là cái này nó kêu. Em có anh Nguyễn Văn Lợi ơi, có hàng đẹp đấy ạ. Không. Để bảo cho anh em nó làm luôn, không có khách về đi nó rè rè. Rè rè nó kêu. Bốc quá anh em ạ. Tất cả các này. Đây. Đây, ôm này, đây. Ê. Toàn bộ ốp, toàn bộ vặn lại toàn bộ các cái ốc ở bắt bề ngoài nha, hơi rung. Cho tí. Khỏe quá. Đây, nó rung rồi nhỉ. Toàn bộ ốc vặn lại toàn bộ ốc làm hết hết tiếng rung đây cả cái rung này này gì? đây cái rung này này cả cái mua gì à? Vặn lại toàn bộ các ốc tiếng rung em à đây em ơi em lấy đi em lấy cái này thế để cho anh bao tiền đấy em ở đâu em thanh toán rồi thanh toán rồi để 10 triệu đúng không mua ở đây mà để anh 10 triệu đúng không rồi ok 12 triệu đồng nha anh em nhá, anh em nào quan tâm vừa mua về mới mua về xong con này like rồi mà con này like rồi mà 9 triệu rưỡi cộng 10 triệu cộng 2 triệu mà báo rồi mà con chim này có người cọc rồi nhá, Hòa cũng đang chuyển đây này con chim đầu like cọc rồi nhá, Hòa này chuyển về đâu ấy anh ở đâu ấy
Anh Hà Thái Nguyên, cảm ơn anh Hà Thái Nguyên đã mua con Dream đầu lai. Đang đi dọn cho anh ấy. Đấy khách hàng của anh em đang lấy chiếc SH1 này. Đổi nâng cấp. Đổi xe, chỉ thoa bán hàng đấy. Đấy, ra con này. Đấy. Ôi đổi tí em ạ, đổi cho thay đổi. À. 2016 mọi người nhá, một chiếc GLX. Ông anh giảm giá chưa? Anh bảo là giảm 15 này thì ông anh. Này, em bảo đây. Thôi rồi, ướm nè, này. Bây giờ anh thiện chí bán đi, em thiện chí bán để em mua hết giá cho anh giả thêm anh. Bây giờ anh nói thật kia này, anh chuyên bán cho em ha tại đây. Rồi. Anh em ạ, đây chú biết rồi. Rồi. Hôm nay nếu ví dụ mà giá chuẩn giá nhá, nếu ví dụ được tham mua anh bán không thôi. Đấy cho anh em. Từ anh xuống xe rồi. Đấy, còn không thôi. Anh chưa biết là con này anh mua anh toàn phủ chiếu, anh toàn đi SH mà. Dạ, anh bán bao nhiêu con SH rồi? Cài mới cho. Anh ơi, anh cho em xin phép em cài nick anh một xíu nhá. Ừ. Nếu có ai thích chơi con xe này, một đại ca dân chơi Hà Nội ấy bạn. Đại ca bán 21 triệu anh em nhá, 21 Yên Bái đâu, anh em 21 Yên Bái. Biển này biển đẹp chứ anh. Rồi. Bây giờ anh bán lại SH cho đồng chí Kiên. Vâng, ừ. Anh có thể chào các anh trên này, giới thiệu anh nhé. Chào mọi người nhá. Vâng, anh giới thiệu. Đây là tôi đang đứng ở cửa hàng của đồng chí Kiên. Và tôi chuyên bán SH. Bây giờ tôi muốn có con nết vỏ thừa, xe đẹp, long lanh. Tôi mang ra tôi bán cho chú ý. Vâng. Đấy, với cái giá là 21 triệu. Bạn nào mà yêu dòng nết thì qua đồng chí Kiên mua lại con xe nết của tôi. Rồi. Xe biển 4 số, biển đẹp 6509. 6509 nhá, đấy, biển rất là đẹp. Anh em có đôi giày cá sấu đẹp thế, đôi giày cá sấu đẳng cấp ấy. Liệu có thể anh em quay vòng đấy, anh tên gì nhỉ? Anh Siêm. Anh Siêm ở đâu ấy? Anh ở Trương Mỹ, Hà Nội. Anh ở Trương Mỹ, Hà Nội. Đấy, hiện tại đang bán một chiếc xe Everest, biển đẹp 6509. Anh em chất chơi mà thế. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Máy gì? Vẫn còn nguyên bản từ các ốc vẫn còn là màu vàng của rồi, xe. Anh em ạ. À. Ông anh chất chơi nhỉ, chơi đồng bộ đấy, cả ví cá sấu luôn, giày cá sấu, nước hoa, ôi giời chất chơi. Giời, đúng dân chơi luôn. Ông anh à, em mới bảo này giải quyết cho ông anh về thôi thiếp thì bảo người Hải Phòng ngoài vùng đấy không chơi ấy rồi. Hải Phòng Quảng Ninh thì khó lắm. Thôi em đưa bác về đấy Thái Bình nhảy. 17 à? 17 Thái Bình. Anh chịu. Anh để cho em Thái Bình. Anh chịu. Có bán xe này à? Anh để cho em khoảng nước Hải Phòng đi nghe em. Dưới giá 20 anh không bán mà. Rồi. Dưới giá 20 thì thôi anh không bán. Dưới Thái Nguyên không bán nhá, không ra. Dưới giá 20 anh không bán. Dưới Thái Nguyên là không ra. Rồi nói chung là trên Thái Nguyên. Đấy, về Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang. Nào anh. Không Thái Bình không anh không có thể cua cua qua cầu Tân Hệ về Nam Định nhỉ? Không anh dưới giá 20 anh không bán đâu. Dưới giá 20 con này không anh không bán. Con này đúng thực sự ra nếu ví dụ mà thực sự ra là 21 anh ra lọc xem năm là 500. 500 20 năm. Đấy là chỗ anh em anh chuyên bán để anh biết. Tiền nào thì của đấy mà. Đấy cái cả gần 100 triệu. Ok mà anh em mình có gặp gì đâu. Thôi chắc là vụ này chia tay. Ừ rồi em okay. Cửa em chỉ bán được 20 triệu mà bác này bán 20,5 thì em bán 22 năm thì. Đấy anh chốt 20 em, được. Sang năm em mới bán, sang năm sau em mới bán được. Còn chưa bán được lại lỗ 5 triệu. Đấy thì nếu ví dụ mà anh em là giao lưu được thì là chốt cho chủ kiên là giá 20 tệ 20. Còn không thì thôi. Đấy anh em mình chia tay. Thôi thì em lấy số nhá. Anh em lấy số, có ai thích không nhá, xe này cũng gọi là thôi vừa gọi là cứng cáp anh em nhá, chứ đẹp lắm thì cũng gọi là mình còn nói rõ là đẹp lắm chứ không phải tôi đẹp lắm. Cứng cáp, xe đều xe cứng cáp, máy zin, xe cũng Oppo bổ thay rồi, xe cũng được gọi là thôi thì tay sách tay chủng bắn tỉa rồi, vậy thôi, nói chung là vậy thôi. Rồi 18 để em lên cho anh em chưa, con này 1,5 triệu nữa, 19,5 là vào việc đúng không? Mà lại nó lại nằm ở 20. Không, đấy là cái giá 20 được thì đấy là anh đã toàn bộ anh ra lọc cho chú hết rồi. Được 20 anh em mình vui vẻ. Giá lưu. Còn không thôi. Không thôi. Đấy. Ừ, khó lắm. Đấy. Còn cái SH anh mua anh mua toàn bán cho chú chứ còn không đâu. Thôi, thế này nha, câu trả lời cuối cùng em gửi anh thêm 5 mồi nữa.
thì bây giờ cũng chưa cần bán vội, nếu bác có nhu cầu thì bác gặp em. Bởi vì em thì cộng 1,5 triệu trên này bán 20 triệu anh ơi, cao lắm rồi. Bao nhiêu? 18,5. Không. À, chấm năm không. Không, anh ấy câu chuyện đi. Sự thật mất lòng em. Không, bao giờ anh cũng biết rồi. Nếu mà phải vội được 20 được thì là anh bán cho đồng chí tiên rồi, không thì thôi, anh em chia tay. Ok, cảm ơn anh nhá. Có ai có nhu cầu anh bán 20 nhá. Thì Hoàng Thiệp anh Thiệp giấy số điện thoại của anh nhé. Và anh chào anh này, trên này này, này. Em không mua được, hết giá. Chào anh em nhá. Rồi rồi. Mấy anh em lại kết nối với anh một đại gia, các anh ấy cũng xa rồi, anh em từ trường Mỹ không giải quyết được. Anh em lấy số đi. Này. Vâng. Anh lấy số đi. 22 22. Ok em. Trinh Phạm Hoàng Kiên xem dùm con Abelis lốp còn theo xe không? Không có anh ơi. Xe đi thay mấy lần rồi. 19 anh Kiên ạ. Nguyên toán không có đâu. 20 triệu không bán kìa. 20 triệu không bán. Đinh Trung chia tay đôi đúng không ạ? 19 Đàm Hồng Vũ 17 Thái Bình là được. Nguyễn Thành đang giảm 18 năm rồi còn không bán. Trịnh Đình Trọng có phi trò lướt không Đình Huấn? Anh Đình Huấn hỏi có phi trò lướt không để em kiểm tra nhá anh Đình Huấn nhá. Phi trò không còn lướt đâu anh ạ. Không còn lướt đâu, chỉ còn con phi không còn con lướt nào anh Đình Huấn ơi, không còn con lướt nào. Tôi là Đức Bê Mâm, nhà anh Kiên chỉ lo làm không lo lấy vợ nhỉ, đúng rồi. Sao lấy vợ rồi anh em ạ? Đức Bê Mâm sao lấy vợ rồi? Sao lấy vợ? Ngại. Bêu. Bàn bêu. Bàn bêu không, gia đình sốt ruột lắm em, vừa rồi về về bố mẹ cũng ngồi ăn cơm anh Kiên, mà tôi cố gắng, nhưng là rồi năm nay, nghe vẻ không chơi. Tâm lại chị Dung lấy rượu cho. Nhà em nói sinh năm 1988, ngoan, anh em rất là ngoan. Ngoan, chịu khó. Thông minh, chịu khó. Đấy, anh em nào có chị em nào chẳng hạn sinh năm 90, 91 hoặc anh em 83, 84 nếu mà chẳng hạn có hơn tuổi à, hoặc là lỡ bữa hoặc là lỡ thì giới thiệu, nói chung là tầm này thì cũng chẳng phải kén chọn đâu, nói chung là quá lỡ thì cũng xong. Cảm ơn tất cả tầm này anh em từ các chị em là tầm giờ 94, 95 cho tới tầm khoảng 83, 84 đổ lên đấy, tầm đấy thì quá lỡ thì cũng xong, nói chung tầm này nó chả còn gì để chọn nữa đấy. Hậu cũng 1980, hiện tại cũng đang ở cái ta tình trạng là sắp cưới rồi. Lấy gì ai lấy hết rồi, thôi rồi. Sắp cưới là hậu, hoặc là tướng sĩ tháng 6 cưới, không tin. 1980 nào có chị em nào thì sinh năm 1975, 74 hoặc là có thể là 78 hoặc để 85 thì cũng xong. Bây giờ này công nó khát nước lắm rồi. Phi công trẻ. Nhà mình những cái đàn ông rất nhiều những ế vợ hết rồi nhỉ. Đấy. Em cũng giới thiệu đây, quay hai ông đấy. Hậu quay vào hậu đấy. Đấy. Thì một người sinh năm 80 thì có thể từ 74 cho tới tầm 85 nhá, 85 89. 74 cũng được. Các chị em 74 được, không sao cả. Cái tuổi hổ nó hợp lý mà, có gì đâu. Hơn 10 tuổi. Đi học bằng đào còn bằng lái em 88 thì có thể là chị em tầm 84, 83 đến 95, 96 đấy. Thôi một chút về đây nhá anh em nhá. Vâng, một chiếc giờ đích 2016 anh em nhá, bản vành nan phanh cơ đấy. Anh chị Đình Trọng rồi ơi, lái máy bay mệt lắm bác ơi, nói chung là tầm này đã có là tốt rồi anh ạ. Tem còn zin anh em nhá, đây cái này vẫn còn bẩn zin theo xe luôn, vẫn còn lò lục tình trạng hay, chung em và hay sửa đây, ra máy cũng còn zin. Tình trạng chung rồi. Con để gái giờ hiếm rồi. 36B531193 nha anh em nhá. Đấy, 36B531193, một chiếc GSX đời 2016. Tóm lại là thôi nó cũng sần sùi theo thời gian anh ạ. 2016 anh em cũng đi. Mua này 9,5 triệu anh em nhá. Mua 9,5 triệu thôi. Anh em à, câu em 1,7 triệu nhá. 9,5 triệu. 12,032,000. Đỏ đen tháng 11/2018 đời đăng ký 016 đời 016 lên 2,5 triệu. Nguyễn Thị Hợp, Phương Độ, Đồng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. 9,5 triệu cộng em 1,7 triệu nhá. 9,5 triệu cộng 1,7 triệu con xe này. Được em đi chưa? Chưa được em đi, tay nắm con gì này, con xe này để mốc xe này, mình xem này anh em nhỉ. Xe ít đi nhá, để tay nắm con gì này mốc hết rồi. Đi hơn 4 vạn. Tay nắm, ghế lái còn nhá. Vỏ yên giòn, xe không lai thồ nhá, toàn bộ tay sách ngon. Vì mình thấy, mình xem xe này, mình biết là con xe này đi chủ xe đi cẩn thận. Nên mình mua. Em ạ, giá có 9,5 triệu mà nói chung là hợp lý.
anh em cứ chơi xe với con xe có thể không thích nữa, có thể lùi lại hơn triệu cho mình cũng không sao cả. Anh em về thay cái này mọi người nhá, thay cái hai cái bên này. Đấy, hai cái tay cầm này nó kiểu anh em đi bẩn bẩn tay chân bẩn nên nắm vào nó bị mốc mác. Anh tăng trần nắm mắt đưa chân thôi đúng không ạ? Phạm cảnh lái máy bay. Nhắm mắt đưa chân. Nhìn trọng. Nói chung chấp nhận thôi, giờ này giờ có là tốt rồi. Đàm Hồng Phú. À, con AB đấy 18 vẫn cao đúng không anh Phạm Cảnh đúng không ạ? Nói chung là nhiều lúc mặt trận ngoại giao thôi. Nhiều lúc giả mang chất ngoại giao. Có nghĩa là cái nhà tôi giờ giả 3 tỷ rưỡi mua 2 tỷ và giả 3 tỷ rưỡi không bán. Đấy là anh em ngoại giao thôi. Anh em ạ. Đấy. Vâng, một chiếc click anh em nhá. Click. Nhìn giọng lái máy bay kiểu máy bay không sườn lắc lư. Đi trục trặc mệt lắm. Thôi chuyển chủ đề đi bán xe. Ok đúng không ạ? Bùi Mạnh Hùng bí dí tốt. Ok ok. Jupiter, anh Cao Đức Nguyên hỏi Jupiter FI D29 còn không nhỉ? Có một con đang đằng sau nhá, tí anh em xem. Con này nó lao như tên này này. Con này này. Vida, đứng ra. Con này nó đang chế dù, nó đang ảo ra. Nó bị ảo. Đây em nhá, để là nó, do là nó không phải là máy đâu, do nó để đây nó chậm chân này. Đây nó kêu yên này. Úi dồi. Con này nó chế dù. Đấy. Tưởng đi lên. Ôi, con này nó hơi ảo ra. Bị ảo ra quá rồi. Đấy con Jupiter biển 19, đời 29, 21 đây nhá. Đấy là tầm 50 có anh Đức. Đây con này nó gang đi. Em ơi, làm lại gang đi xe này. Con này nó dù gang mất rồi. Làm lại gang đi. Vâng. Click 29 đi ba. Click anh em nhá, một chiếc click. Một vòng. Vâng, dọn sạch sẽ con này cành đào hết rồi. Chỉnh lại gang thi nhá, chỉnh lại gang thi cẩn thận nhá. Đấy, ba kính đẹp, đồ đạc đều, tóm lại là dọn sạch sẽ con này cành đào hết rồi, bản tem dây anh em nhá. Bản tem dây xoắn này. Rồi. Đời cao đời chót rồi. Đời cuối cùng của click rồi, biển 29i350 2010. Mua này 7 triệu mốt anh em nhá, cậu nhau 2 triệu. 9.100.000 anh em nhá, một chiếc click 2010. 10.700.000. Chấp nhận 3 triệu. Đoàn Đình Đức. Triển Nhân Trai Đồng Lô Đứng Hòa. Chờ xíu nha anh. Bản tem dây, bản chốt nha, bản Đức 6 nan em nha. Bản chốt, toàn bộ bản này 6 nan này, 1, 2, 3, 4, 5. Bản này là hết đời, này là hết đời click. Bản đời cao. Sao bắt đầu lên Vision nha anh em ạ. Bản đời cao. Cảm ơn anh Đặng Công, anh Kiên uy tín nhất chùa. Cảm ơn. Muộn anh rồi. Rất là nhiều. Còn thêm bán xe động cơ đây. Động cơ rồi còn thêm cả môi giới anh em, còn lên cả mạng môi giới. Nói chung là nhà mình hiện tại nhân viên thì hiện tại đang ế vợ mất, 6 anh em thanh niên ế vợ toàn ế vợ anh em ạ. Thanh niên đàn ông của Hoàng Kiên toàn anh em rất là ngoan, có thu nhập rất cao nhá, thu nhập cao nhá. Ế vợ chính thức ế vợ. Hoàng Tuấn cũng đang ế này. Hoàng Tuấn cũng đang ế lòi pha. 1983 cũng ế, nói chung là giờ tiền rất nhiều nhưng mà này, nhiều lắm thì không nhiều lắm, nhưng mà nói chung có thu nhập, có nghề nghiệp ổn định nhưng mà lại không lấy được vợ. Đấy như vậy. Chuẩn bị đang tính là sang bên châu Phi nhập khẩu mấy em bên châu Phi về để cho anh em nó rồi sau này nó mọi cái nó mới dễ được. Búp bê này là xinh đẹp. Ừ. Vâng, con này 2021 anh em nhá, bản FI 2021. Jupiter RC anh em ạ, màu đỏ đen, biển số biển 17B846958. Ừ. 17B846958, bản cốc dầu vành đúc phanh đĩa anh em nhá. Đây, hiện tại con này đăng ký tháng 10 2021 anh em nhá. Vâng, 2021. Giá rẻ, giá lòn trên nha anh em nhá. Xe đang nổ đấy. 7.000 cây. 2021 nha anh em nhá, bản FI đi rất là phê, dòng này đi rất ăn knock out đấy ạ. Đấy, đồ vẫn còn zin theo xe, máy zin. Mua có 13.500.000 anh em ạ. Máy zin. Giá nó là tính cho không biếu không. Đây em nhá. Đây. 17B858 này. 17.080.000, 80.000 là đi xa ấy nhá, 80.000 tiền Grab anh em biết là bao cây số. Mười mấy cây số nhá, tháng 10 2021. Mua ngày 28 tháng 1 lên 3,5. Trần Văn Năm 1982. Nho Lâm Tây. Đông Lâm Tiền Hải Thái Bình. Mua có 13.500.000 anh em nhá, con 2021 này nhá. Cộng cho anh em 2.500.000 một chiếc xe F2.
Con xe này mới tinh nhà bán là 32 triệu. 32 triệu 500. Đời bản 2021 mới tinh nhà bán 32 triệu, mình mua có 13 triệu 200 ấy nhá. À 13 triệu 500. Đây lốp này. Lốp còn chắc còn gì, chắc chắn còn gì theo xe rồi. Không có gì đâu. Tuần thứ 12 năm 2021 này, máy vẫn nổ đấy, bản phun điện tử. Giá bằng tiền xe Oi thôi. Đi 7.000 cây này. Đây. Xe cả xe xước sát một tí bên kia thôi, còn bên này hơi đúng đúng vài ba điểm tem. Máy vẫn nổ đấy. Đây. Vẫn còn mới, mới lắm. Đây. 2021 này. Tết lốp thụt bình dầu. Chân chống gạt. Tốp trước tốp sau còn zin theo xe. 13 triệu 500 con này thì mua làm sao được, ai mà mua được, Hoàng Kiên mua được. Tuần thứ 13 2021 này, đỉnh lốp. Đấy. Bản phun điện tử nha, xe này anh em trèo đầu lội suối nó là đúng nghề. Anh em grab bike hoặc anh em đi mua công nhân đi ít tiền. Chạy nó chống hết cuộc đời luôn. Đây cái xe này chắc là có xước một tí chỗ này nó dán bông hoa nhưng mà không sao được, con này bóc ra vẫn zin zin đấy. Không bị xước, mình sờ thấy không bị gòn, không bị xước. Đây máy mới, chân phanh. Đôi chìa khóa zin, tay nắm còn zin, yên zin, gương zin, chưa vấn đề gì. Tay sách này chưa bị bắn tỉa nhá, xay một tí chỗ này thôi. Đây mở lốp, cốp. Con xe này quá rẻ nhỉ, mà con xe này anh em chạy 2021 anh em nhá, 7.000 cây. Hùng húc luôn. Quay cho cái đầu bò anh em xem ấy. Máy zin luôn anh em ạ. Đầu bò máy zin nhá, dòng này nó hơi vẩy tí, bùn đất nó hơi bắn một tí mà thôi, bởi vì cái này nó chắn bùn nó bé này. Anh em này, nó cao quá anh em ạ, đi thì nó vẩy nó hất. Hất nó rút lại trong này, nhưng ông sản xuất ông thấy dở. Thế anh em làm mẹ cái tấm cao su để đây nó dè đây, nó ngon. Đây, mà cũng không được. Rất khó mẹ, thiết kế xe rất khoai. Này, nó thế này nó vẩy làm gì, chả đầu bò nó chả bẩn. Giống cái phi trò neo, đầu bò rất xấu. Anh Hoa Triều đang bảo con Cúp 82 xanh sao ngày hôm qua anh ấy bảo là bán cho em 16 triệu được không? Chắc không được anh ạ, 18 triệu 500 em giảm 500 rồi. Em thêm triệu nữa. Vâng. Con mà mua của anh em tóc dài ấy, 82 xanh sao. Thôi thêm triệu nữa bán anh ạ. Hồng Nguyên, xe này có uống xăng không? Mà không, con xe này ăn như xe Oi nhá. FI xe này mà anh. Ít hơn xe Oi, xe này ăn lít rưỡi, lít 6, lít 7 trên 100 cây thôi, bởi vì nó là phun điện tử. Xe số là phun điện tử là ít. Bây giờ bị sắp nghỉ đấy. Thôi dừng nhá, mấy xe này sao xong. Vâng, một chiếc SH tiếp theo anh em nhá, cũng là bản LED 2 tầng này. Anh em nào mà đang thích dòng này, con này mới quá nhỉ. 2019 anh em nhé, 150 2019 phanh CBS. 394 anh em đang xem. Cái này anh em bán hơi xấu nhỉ. Bán tỉa con này hơi xấu. Xe dán nylon mới bắt nha anh em nhé, 2019. Đấy không phải lấy đâu bác ơi, đó là chọn các em tử tế lấy thôi, chứ thực tế vừa bèo vặt tiếp. Trần Duy Hưng thì đầy. Trần Duy Hưng bây giờ karaoke đóng cửa mất rồi nhá, không còn đâu. Trần Duy Hưng bây giờ karaoke giờ đang nứt toác hết rồi. Rồi 29V5 51885 anh em nhá, 150. 150 2019 anh em nhá. Vâng, đây anh em nhìn 2019 này. Đấy. À được đây. ABS chưa? Chưa anh ơi, xe ạ. Đây nhá, con này mua được rẻ này anh em này. Con này ngon lắm. Lên 8 triệu. Bây giờ mua con này có 76 triệu. Rẻ quá nhỉ. 150 đấy. 29V5 19885 này. Mua có 76 triệu nha anh em nhé. 81 triệu 852 nghìn này. Lên 8 triệu. 70... 73 triệu. Đâu? Bao nhiêu anh? 82 triệu trừ 8. 82 trừ đi 8 còn 74 triệu. 74 triệu nha. Mua giá 2019 150 ABS, à 150 CBS. Đây này. 81 triệu 852 nghìn, gọi 82 triệu. Mua 74 triệu anh em nhé. 73 triệu 800, đỏ đen. Tháng 7 năm 2019. Mua ngày 26 tháng 2. Lên 8 triệu. Nguyễn Thị Tú Uyên 1991, Minh Nghĩa Đại Đồng, Thạch Thất Hà Nội. Con này rẻ nhỉ, mua có 73 triệu 800. 74 triệu. 74 triệu. Không anh em, 5 triệu nhá, xe này phải xác định phải thế thôi. Chứ bây giờ xe nó anh em lên Thạch Thất để mua không đơn giản đâu. Đây lốp còn gì đâu xe. 150 anh em nhá. 150 CBS. Vâng. Đời 2019 luôn đấy ạ. Mua lại cho anh 11 năm. Xe chất nhá, tuần thứ 21 năm 2019 này. Này. 11 năm à? Nguyên bản. Một con à, ok, chào anh. Anh chị bán con này 11 triệu 500 này.
Ờ rồi. Ông anh khách khách quen đấy. Ờ hòa giao hiệu anh. Khách tín nhiệm đấy. Vâng. Anh qua lên bên đấy đi. Em ơi, rửa qua cái lốp này, rửa sạch, rửa lại lốp. Rửa lại lốp. Đây nhá, đôi lưới đất lốp còn zin theo xe cả đôi. Đây, toàn thứ 40 này 2019 này. 150 bản 2019 này nó khác. Nó khác với 2018 17 nó có cái này nè. Cái mặt đen này anh em này. Cái mặt này đen này, trước là có cái mặt này đen này. Hai ốp bên này màu đen này. Riêng cái xe bản 2019 nó có sự khác biệt thế thôi. Vâng. Và bản thân đây gáy 2019 này. 2019 gáy 2019 tàn lốp của thứ 2019 hết. Ghế lái này còn đẹp. 73.800.000 cậu em 5 triệu nhá. Xe này mình đi rất là xe. 78.800.000. Đây đôi chìa khóa này. Xe này xe anh em giới sưu tầm ở Thạch Thất đấy. Đại gia Thạch Thất đấy. Bảo thôi anh, riêng cái xe này của anh thì nó là đẳng cấp rồi, hiếm có. Đây đã lắp ốp đầy đủ, đôi chìa khóa. Tay sách mình bắn lại rồi nhá. Bên mình bắn lại rồi. Km 9.000 cây. 9 cây con này nó tầm chạy khoảng 1.4 anh em nhá. Xe nó chạy tầm khoảng 1.4 rồi. Đấy. Dòng này thì dành cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ, mệnh mộc mệnh thủy thôi nhá. Anh em nếu mà gia đình cùng đi thì mình không nói. Đi thường xuyên thì dành cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ nó rất hợp. Đấy. 78.800.150 anh em nhá. Xe BS màu đỏ. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo một chiếc da nớt cũng là mệnh thổ mệnh hỏa cho chị em gái đây, nhỏ nhỏ xinh xinh của Yamaha mọi người nhá. Bản khóa chì ạ. Anh cho em xin một vòng đi. 1.7, công tơ chạy 1.7 nha anh em nhá. Đấy, biển 36B655324. Ok anh Nguyễn Quốc Vĩ. Mua này 13.300.000 anh em nhá. 13.300.000. Đời 2018 rẻ không anh em? Có 13.300.000 mà đời 2018 anh em nhá. Tay sách vẫn còn zin cho xe này. Tay sách vẫn zin chưa sơn thế nào? Vâng. Đây, anh em. Ra máy vẫn còn, ra máy vẫn còn zin. Biển 36 đây, ra máy đi. 15837 trừ đi 2.500.000. Chủ xe Lê Thanh Tùng, Thị Long, Tượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Trừ 2.500.000, 15.837.000. 15.800.000. 13.300.000 nha anh em nha. Cậu em 2 triệu. Thế lái vẫn zin theo xe. Xe km chạy 1.7. Đây thôi, toàn bộ một cái nguyên bản xe dành cho các chị em phụ nữ nào đi mệnh hỏa mệnh thổ. Đấy, lốp còn zin theo xe anh em nhá. 15.3 anh em nhá. Bán ra 15.300.000. Sạch sẽ rồi. Lốp còn zin theo xe, nói chung zin theo xe cả luôn. Đây tuần thứ 2018 này. Bạn để hơi lâu. Con xe kia mua bao nhiêu? 11 năm anh ơi, vừa mua xong. Vừa mua 11.5 nhá anh em, màu xanh cánh, màu xanh này là xanh thiên thanh. Xanh da trời. Biển liên doanh, biển nước ngoài, biển ngoại giao. Mua bao nhiêu? 11 năm. 11 năm, một con xe biển 29LD, một vòng đi. 11 năm cậu em 2 triệu nhá, xe vừa mua của hai anh chị vừa quen đấy. Vâng. Vừa mới về tại cửa hàng anh em nhá, biển LD, xong. Liên doanh. Tức là chủ xe chưa bán, chưa viết giấy tiền thì mình đã bán luôn. Vâng. LD nó là liên doanh nhá, có nghĩa là liên doanh công ty nước ngoài nhá, xe tên công ty như công ty nước ngoài. Đúng rồi. Công ty của nước ngoài nhá, xe này công an ít hỏi lắm. Đấy, bởi vì anh em cứ có tiếng Lào, tiếng đổ, Sila, Silo. Công an bắt cứ có tiếng Anh là cứ Sila, Silo, thôi rồi thôi thì giả mẹ, chịu. Mẹ tốt nhất là đưa bố ông thì mẹ. Ông Lào hay ông Nhật thì ông Hàn nhéo nào ăn ông mấy trăm chết nhọc. Vẫn còn zin anh em nhé, sơn chiếc các mà thứ. Đặc biệt ở Việt Nam mình lại được cái rất ưu ái người nước ngoài nhé. Ông nào mà động cho người nước ngoài thì tóm lại là tội rất nặng anh em nhé. Gì đấy? Tại sao Việt Nam mình luôn luôn là 11.500.000. Luôn luôn là điểm đến của các nước, các bạn trên toàn thế giới. Anh em công dân Việt Nam mình có thể oánh nhau, có thể không sao, oánh nhau vẫn có thể giải quyết được, nhưng mà riêng mà dây này, riêng dây ở mấy anh em nước ngoài là tội nặng lắm anh em ạ, vì là bao giờ cũng được pháp luật Việt Nam được ưu tiên người nước ngoài, lúc nào được người nước ngoài sẽ là được trân trọng nhất, được ưu tiên nhất, nên anh em cứ xì là xì lồ này thôi. Biển liên doanh ít người hỏi lắm anh em ạ, biển LD ít người hỏi lắm, giá cực kỳ lấy yêu thương anh em ạ, 11.2 biển. Không cần sang tên đổi chủ. 11.500. Máy zin nhá. Đời của nó đời nào đấy em kiểm tra. 2016 anh ạ. Anh cộng bao tiền đấy? Cộng 2. Cộng 2 triệu anh em nhá. Nốt một chiếc xe dành cho anh em kim mộc thủy hỏa thổ nhá. Xe dành cho xe lưỡng tính. Ông nào cũng được. Nói chung trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ đều đi được hết.
em nhá. 2019 bản chế cơ anh em nhá, vành đúc phanh đĩa. Đấy, màu màu gì? Màu cam, biển 36G5 26834. Đấy, 2019. Zin nha anh em nhá. Tất cả những cái dòng này là xe zin hết này, ra máy cũng còn zin đâu, xe cũng còn sùi sùi một tí này. Đấy. Máy zin, máy đầu bò. Mua 10.700.000 anh em nhá, 2019. Máy zin nha anh em nhá. Mua 10.700.000. 13.717.000. Cam đen tháng 7 2019, mua ngày 19 tháng 2. 10.700.000 nhá. Lữ Văn Phước, thôn Khà, Kỳ Tân, Bá Thước, Thanh Hóa. Đấy, máy vẫn nổ đấy, đời 2019 mua 10.700.000 đấy. Cậu yêu em 2 triệu nhá. Bánh đúc nhá, lốp còn gì đâu xe. Đây anh em mấy đại ca, mấy anh em xứ Thanh sống và làm việc tại Hà Nội thì khủng khiếp rồi, đông lắm. Toàn người giỏi nhá. Nhưng anh em toàn người giỏi, tuần thứ 15 năm 2019 này. Nhưng mà nói chung là cũng dụng rất nhiều anh em ạ. Nói chung là ngoài ra giỏi nhưng cũng dụng, chứ không phải đơn giản là lúc nào có thành công đâu. Nó cũng phải có cái sự thất bại trong đấy. Đấy em ạ, nhưng mà được cái bà con rất là giỏi. Máy chất mới đi được 1.900.000 nhá. Đấy, xe ngon không? Anh em nói chung là chủ xe có thể một là đổi xe, hai nữa vì một điều kiện gì đấy mới bán nhá, không mấy khi bán đâu. Cái xe chất lượng này bán hơi khó. Mà vâng, mình rất thích những con xe mà chủ nha. Xe mà kiểu bán tiếc nuối. Bởi vì thật sự nó là những kỷ niệm. Nó tốt thì mới kỷ niệm, nó nát rồi thì chả có gì để kỷ niệm. Anh ạ. Đấy, bán xe xong rồi phải ngậm ngùi thì mình mới vui. Bán xe xong mà cười khanh khách như là không thua. Bán phải cảm giác cái bùi ngùi. Một chiếc xe. Xe này là chắc chắn là phải bùi ngùi rồi nhá. Vì lốp nó còn mới này. Xe đẹp thế này mà bán 10.700.000 đau xót anh em ạ. Mới tinh 23.5. 2019 mới đi có 1.900.000. Mới thế này. Zin đét, tất cả sơn zin, máy zin, lốp zin còn rất mới. Đi đến bao giờ cho họ hỏng được, 5 năm nữa không hỏng. Tay nắm cái thứ zin hết, toàn bộ zin. Zin hết. 2019 chạy 1.900.000. Vành đúc phanh đĩa. Vỏ yên chắc thay, chìa khóa zin, vỏ yên thay rồi nhá. Đồ đẹp. Vỏ yên thấy mới đều. Mới quá. Vỏ yên mình mới bọc nhá, bên mình bọc nhá, chắc có thể nó rách hoặc nó bẩn nào đấy mình thay. Nó rách thì mình thay. 67.000.000 cho một chiếc xe gọi là Jeep Việt Nam chạy 3.700 cây. Phương Bồi, họ có thể một vòng đi. Phương Bồi đang hỏi là giới thiệu SH đi. Hiện tại SH bên em rất là nhiều nha anh chị em nhá. Hẹn chiều anh nhá. Bây vâng, giờ này ca sĩ cũng hơi muộn lắm rồi. Vâng. Đây là những chiếc Dream Việt Nam. Hôm qua báo xuống còn có 67.000.000 rồi anh ạ. 67 vâng, 2013 chạy 3.700 cây. Thực sự luôn anh em nhá, rất là đẹp. Mua 62.000.000 cho anh em nhá. Mua 62 cộng anh em 5.000.000. 625 hay sao? 2.500.000 rồi. 2.800.000 thì phải. Bán ra 67.000.000 nha anh em nhá. Anh Nguyễn Minh Khoa ơi, con đấy là đúng giá đấy, 13.5 anh ơi. 3.700 cây. Con đấy mua 11.500.000 cộng 2.000.000. Vâng. Nguyễn Tuấn Anh. 3.700 cây anh em nhá, xe rất là đẹp luôn. 72 anh em nào okay. Thích Dream Việt Nam xe đẹp thì quan tâm cho em con Dũng này. Xuân. Duy nhất chỉ còn một con đẹp nhất nhà thôi. Có Uầy Thái không? Hiện tại không có anh Đức rồi. Vâng. Ok, chắc là muộn mất rồi. Mọi người vào đây này. Cho anh em xem gọi là Hà Nội muôn loài hoa. Đây anh em này, đây là hoa lan gì nhỉ? Lan tiên anh em nhé, cho mọi người ở phương xa biết là cánh lan tiên. Đây, quay gần đây. 75.000 một lọ này anh em ạ. 7-8 ngày mới hỏng. Mình chọn đấy, anh em thấy Hà Nội nó là muôn hoa khoe sắc rồi. Muôn bông hoa Hà Nội nó người cũng nhiều anh em ạ, người cũng nhiều, muôn con người ở đây. Đấy. Các bộ phận vẫn đang tiếp tục. Khi mình nghỉ live sau 2 tiếng đội này mới được ăn cơm nhá. Mấy chị em này mới được ăn cơm. Đấy, nghỉ live ạ. Đấy. Thì anh em trong này vẫn cứ tiếp tục công việc. Đấy. Lòng vẫn cứ tai nghe, vẫn cứ đâu đấy mọi người. Vẫn tiếp tục. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Xin chào em, hẹn gặp lại nha. Đây những bó hoa gọi là mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn chọn một bông hoa. Xin tươi tặng cô giáo. Cũng được không nhỉ? Thơm quá nhỉ, bông hoa hoa này bạn nào mà anh. Quý hóa quá đây này nhỉ. Đấy. Chỉ có bánh mì và hoa hồng thôi. Anh ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, xin chào anh. Cảm ơn.